Thiên Hiền chào bác nhá, chào mừng các bác đã quay trở lại kênh của em. Tiếp tục với chương trình video thì hôm nay một cái video rất là đặc biệt này. Đấy, hàng vừa về nhá. Và hôm nay thì sẽ cùng với các bác khui từng kiện hàng một. Đấy, lên mã thấy mã gì là bán luôn luôn nhá. Đấy, hàng rất chất lượng luôn, về cái lô hàng này cực kỳ đẹp này. Đấy. Ổ hiện giờ này cực kỳ nhiều bác hỏi này, ổ điện hiện giờ nhá, rất nhiều bác hỏi này. Rồi một cái sản phẩm cũng rất là hot hit này, cực kỳ nhiều bác hỏi luôn. Kính lúp có đèn báo nhá. Đấy, hàng hôm nay lại về sẵn hàng ở phụ quát này, 50 ngàn một cái. Vòi đồng chữ L. Đó. Quá ok luôn. Rồi là cân móc treo, cân điện tử nhá. Đấy, hàng về ngập kho luôn. Nói chung là các bác cứ thoải mái mua đi. Đấy, chuột không dây này, 90 ngàn một con. Quá ok luôn. Đấy, về các bác xài sử dụng, con này ok lắm, bán cực kỳ nhiều. Rồi một cái mã hàng cũng rất nhiều bác hỏi luôn. Sạc pin 18650 nhá. Báo giá bác luôn 60 ngàn một cái. Đấy thì em sẽ đi vào quay chi tiết từng cái mã hàng một. Thì các bác nào ưng cái mã hàng nào bên em thì cứ vui lòng liên hệ trực tiếp với em nhá. Số điện thoại thì em đang để trực tiếp ở trên màn hình. Các bác cứ gọi điện trực tiếp với em theo hai số điện thoại ở trên màn hình để em tư vấn và chốt đơn hàng. Và lưu ý giúp em khi mà các bác mua hàng với em thì nhớ giúp em là hóa đơn từ 200 trở lên là bên em sẽ miễn phí ship cho bác rồi. Ngoài ra đi giao hàng toàn quốc luôn, nhận hàng các bác được kiểm tra và thanh toán nhá các bác nhá. Đó thì em sẽ đi vào những cái mã hàng đầu tiên trong cái video ngày hôm nay. Các bác cố gắng xem hết video nhá, toàn những mã hàng hot thôi, những mã hàng lâu lắm mới có lại các bác nhá. Đấy thì các bác nào tranh thủ những cái mã mà rất nhiều bác đợi chờ. Đấy thì hôm nay hàng nó đã về thì các bác tranh thủ mà chốt luôn nhá. Đấy, chốt luôn mua luôn. Giá thì hiện tại đang rất là tốt để phục vụ các bác luôn. Đấy, rồi em sẽ đi vào những cái mã hàng đầu tiên. Mã hàng đầu tiên thì đây, lên luôn cho bác đó là cái quả bóng B2. Đấy, bóng B2 các bác cứ lên mã giúp em sẽ là cái bóng đèn B2 nhá. Cái này thì về các bác xài khá là nhiều việc này. Đấy, dùng làm bóng đèn thắp sáng này. Rồi là bóng đèn ngủ cũng ok luôn, mà giá nó bình dân lắm, em báo giá luôn nhá. Bên em sẽ bán nó combo là 5 quả 1, hoặc là nếu các bác mua lẻ các bác có thể mua 1 quả 1 cũng được. 1 quả 1 thì bên em đang bán giá sẽ là 5.000 một quả. Đấy, 5.000 một quả này thôi. Còn nếu mà các bác lấy combo 5 quả 1 thì bên em sẽ gửi bác giá rất tốt luôn, 10.000 cho một combo là 5 quả bóng B2 nha. Đấy, 5 quả nha. 2 4 5, 5 quả nha là 10.000. Đấy là một combo bóng B2 5 quả là 10.000. Còn các bác lấy lẻ một quả là 5.000 nhá. Đấy, lấy lẻ thì giá nó sẽ cao hơn. Còn các bác lấy theo combo thì giá nó sẽ rẻ hơn. Đấy, cái này thì nó sử dụng cái nguồn điện là cái nguồn điện 5V. Tức là về các bác có cái cổng sạc USB ấy, các bác cắm vào là các bác xài thôi. Đây ví dụ như ở đây em có một cái ổ điện nó có cái cổng USB này. Đó, có một cái ổ điện có cổng USB này, các bác cắm trực tiếp vào điện 220 này. Sau đó là cái ổ này nó có cái cổng USB này. Đấy, các bác cắm vào đây cho em. Đó, thế là lên đèn. Đèn rất sáng luôn nhá. Đèn nhìn thôi nhưng rất sáng luôn. Đấy. Con này em hình như cái công suất của nó là 1W. Công suất của nó là 1W. Đó. Ánh sáng màu trắng nhá, ánh sáng màu trắng. Đấy, về các bác dùng để làm đèn ngủ này, đèn chiếu sáng này, đèn cảnh báo này, nói chung là chế cháo nhiều việc lắm. Đó. Giá thì bên em đang bán lẻ một quả này là 5.000 nhá. Một quả bóng B2 nha. Các bác cứ lên mã em sẽ là bóng B2. Một quả là 5.000, còn các bác lấy theo combo 5 quả 1 thì bên em đang gửi bác giá sẽ là 10.000 cho một combo 5 quả bóng nhá. Chân đây, chân nguồn vào của nó này. Cứ có cổng USB, nguồn của nó sẽ là nguồn 5V, cứ có cổng USB các bác cắm vào, phệt vào, thế là sáng, có thế thôi, rất là dễ dùng nhá, tiện cực kỳ luôn. Đó mà các bác cắm vào những nguồn 5V này thì cái tiền điện nó hết rất là ít luôn nhá. Đấy, không đáng kể luôn. Đấy. Đây, cứ cắm vào là sáng thôi. Đấy, còn cái ổ này thì chắc rất nhiều bác hỏi đây. Thì em báo giá luôn. Các bác cứ lên mã cho em sẽ là cái ổ điện U3. Đấy, ổ này thì nó sẽ có là những cái ổ cắm điện và ba cái cổng USB nhá, để về các bác có thể cắm cái bóng này hoặc là các bác cắm cái dây sạc điện thoại nhà mình để các bác sạc pin cho điện thoại cũng ok luôn nhá. Đấy, con này thì em báo giá luôn, lên mã cho em sẽ là cái ổ điện U3. Đấy, ổ điện U3. Ổ điện U3 này thì hàng của Thái Lan nhá. Đấy, hàng của Thái này. Giá của nó thì sẽ là đi 50.000. Đấy, U3 nhá, ổ điện U3. Giá bên em đang bán là 50k. Một cái ổ điện U3 này. Đấy thì nó sẽ có cổng USB để các bác có thể cắm những cái đèn này. Đấy thì bên em đang bán một cái ổ này là 50.000. Còn bóng B2 thì đang bán là combo là 5 quả 1. Đấy, 5 quả 1, cứ 5 quả 1 nha là 10.000. Còn các bác lấy lẻ một quả thì đang gửi bác là 5k nhá. Đấy. Rồi, tiếp theo thì lên luôn cho bác đó là cái súng chữ L. Đấy, súng chữ L. Em báo giá luôn. Bên em đang gửi bác là 50k một cái súng chữ L nha. Đây em có ghi giá nhá. Đấy, 50.000 một cái này. Đó, 50k nhá, 50k. Cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái súng chữ L. Đấy, nó hình chữ L này. Thì em gọi luôn là cái súng chữ L. Cái này thì về các bác dùng để
rửa xe này, tưới cây này, rửa sân này. Đấy, toàn bộ của nó là khâu đồng hết luôn các bác nhá. Toàn bộ khâu đồng, thân của nó sẽ là thân nhựa cứng nhá, thân nhựa cứng chắc chắn lắm. Đó, thân nhựa cứng. Thì về các bác lắp cái nguồn nước nhà mình vào đây. Đấy, và ở đây nó có một cái cò. Đó, thì lúc nào mà dùng là các bác bóp vào, còn lúc nào không dùng là các bác thả ra là nó sẽ tự động là nó sẽ ngắt nước các bác nhá. Còn nếu nếu mà các bác muốn ở cái chế độ rảnh tay thì các bác bóp vào, sau đó là các bác cài nó vào đây thì nó sẽ đang ở chế độ rảnh tay thì các bác không cần phải bóp. Đấy, các bác chỉ việc cầm các bác phun thôi. Còn lúc nào mà muốn tắt đi thì các bác mở cái đẩy cái vò cái cò ra thì nó sẽ tự động nó sẽ ngắt nước nhá. Và cái phần đầu vò này, đấy, đầu vò nó là đầu vò bằng đồng luôn. Và cái đầu vò này thì các bác có thể chỉnh được nhiều chế độ phun nước khác nhau. Đấy, phun xa, phun gần, phun mạnh, phun nhẹ, phun xương, rồi phun hạt to, hạt nhỏ. Là các bác chỉnh ở cái đầu vò này xem. Đó, rất tiện dụng luôn nhá. Chắc chắn cực kỳ, và cái này bên em bán cực kỳ nhiều rồi. Và đợt này thì nó về cái lô này giá nó cũng rẻ hơn một chút. Đó, bữa trước thì em đang bán như là cái đợt trước có bác mua là 70 ngàn đấy. Đợt này nó về cái lô này thì giá nó chỉ còn có 50 ngàn thôi. Đấy, giá nó giảm rất sâu để cho các bác dễ mua luôn. Lên mã giúp cho em sẽ là súng chữ L nhá. Đấy, sản phẩm sẽ là súng chữ L này. Bên em đang gửi bác là 50 ngàn một cái này. Đấy, toàn bộ của nó là đầu bằng khâu đồng luôn này. Đầu là những cái điểm kết nối nguồn nước này bằng khâu đồng. Cái này thì về các bác lắp cái nguồn nước nhà vào. Đấy, kiếm cái dây thít ấy, hoặc là các bác cái dây thít dây lạt ấy, hoặc các bác có cái cổ dê cái đai siết ống ấy, các bác cho các bác siết vào là các bác cấp nước cho nó là xài thôi. Chỉ việc bóp vào là sẽ ra nước nhá. Và phần đầu vòi có thể chỉnh nhiều chế độ khác nhau, rất ok luôn. Đấy, về sử dụng này, tưới cây, rửa sân, rửa xe các thứ rất ok luôn. 50k một cái nhá. Đấy, súng chữ L 50k một cái. Tiếp theo thì một cái sản phẩm cũng rất nhiều bác mong đợi, đó là cái ổ hẹn giờ nhá. Ổ hẹn giờ đây em báo giá luôn này. Bên em đang gửi bác một cái ổ hẹn giờ là 50 ngàn một ổ nhá. Đấy, 50k một cái ổ điện hẹn giờ này. Đấy, 50k nhá. Đấy, nó gọi là cái ổ nguồn hẹn giờ. Đấy, ổ nguồn. Và có chức năng là hẹn giờ nhá. Và nó khi mà hết cái giờ đấy là tự động sẽ tắt. Thì đây, cái này thì về các bác dùng nó nhiều thiết bị, ví dụ như là các bác sạc những cái bình ắc quy đời cũ ấy thì nó không có chế độ tự ngắt ấy. Thì các bác có thể dùng cái ổ này để các bác cắm vào, sau đó là các bác bấm thời gian này. Ở đây nó sẽ có là 12 tiếng này, 8 tiếng này, 4 tiếng này. Đấy, thì rất là ok nhá. Về các bác sử dụng để các bác hẹn giờ, để khi mà nó hết cái giờ đã tự động ngắt nhá. Thứ nhất là nó an toàn, không gây cháy nổ này, không gây chập cháy này. Đấy, ví dụ các bác có sạc bình ắc quy nhiều khi là, hoặc là các thứ giờ các bác để mà chẳng may là các bác để nó quá giờ, nó nóng các thứ giờ là nó rất hay bị chập cháy, bị nổ nhá. Thì con này rất là dễ xài thôi. Một cái đầu nguồn này các bác cắm trực tiếp vào trong cái nguồn điện 220 cho em. Đấy đi, và các bác còn cái nguồn còn lại các bác kết nối với lại cái nguồn mà các bác cần xài. Đấy, sau đó là các bác bấm nút cho em. Đấy, bấm nút đầu tiên nó sẽ lên là số 4 này. Bấm nút số 2 nó sẽ lên là số 8, thì nó sẽ hiển thị cái đèn ở số 8 này. Bấm một lần nữa này, nó sẽ hiện lên số 12, thì hiển thị là trên số 12, tức là tương đương với lại 12 tiếng nhá. 4 tiếng, 8 tiếng, 12 tiếng nhá các bác nhá. Và các bác bấm một lần nữa thì nó sẽ ra điện liên tục luôn. Cái này thì nó, nếu mà nó sáng ba cái đèn này thì là điện sẽ vào liên tục nhá, không tự ngắt. Còn nếu mà các bác bấm mà nó chỉ hiện một số này, hiện một cái đèn ở từng số một thì là hiện tại là đang ở cái số đấy, là trong bằng đấy giờ, là nó sẽ tự động nó tắt đi nhá. Tự động nó sẽ ngắt cái nguồn điện nha các bác nhá, tự động ngắt nguồn điện. Đấy, thì về cái này nó xài cho khá là nhiều thiết bị khác nhau luôn. Đấy, đây cái giấy hướng dẫn sử dụng của nó này. Hàng này thì cái công suất tối đa để mà khi mà các bác sử dụng cái sản phẩm này thì từ 500W trở về nhá. Đấy, các thiết bị điện từ 500W trở về là các bác xài ok. Còn nếu mà trên 500W mà xảy ra tình trạng cháy nổ thì bên em chịu nhé, không bảo hành cho bác đâu. Còn ví dụ như các bác cắm các thiết bị là từ 500W là hoạt động thoải mái luôn. Nói chung là nó nếu mà các bác xài gia đình thì cũng không có quá nhiều thiết bị nào mà nó quá 500W đâu mà. Đấy, những cái thiết bị mà gia dụng như là quạt quậy các thứ giờ thì nó thường thường chỉ tầm vài chục watt cho đến 100W thôi, chứ không có nào lên đến 500W, trừ khi là các bác xài những cái dạng bếp từ hoặc là nồi cơm thì chịu. Đấy, còn ví dụ như các bác xài những cái sạc bình các thứ giờ hoặc quạt quậy thì cũng thoải mái quá nhá. Đấy, từ 500W trở về nhá. Giá của nó thì bên em đang gửi bác là 50.000 một cái ổ nguồn hẹn giờ này. Các bác cứ lên mã em sẽ là ổ nguồn hẹn giờ. Hẹn được là 4 tiếng này, 8 tiếng và 12 tiếng nhá. Đấy, sau những cái giờ này thì các bác bấm ở giờ nào nó sẽ sáng giờ đấy và tự động sẽ ngắt đi nhá. Đây là rắc nguồn vào, đây là rắc nguồn ra, và đây là cái nút bấm ở trên thân của nó, rất ok luôn. Cái này thì bên em đợt vừa rồi em bán cực kỳ nhiều và cháy hàng luôn đấy. Và lâu lắm nó hàng có hàng trở lại này. Đây nó có cái đồng hồ hẹn giờ này. Đấy, 50k một cái nhá. Các bác cứ lên mã nha, sẽ là cái ổ hẹn giờ. Đấy.
đang gửi bác là 50.000 một cái ổ điện hẹn giờ nhá, 50.000 một cái. Đây, kính lúp hàng vừa về để phục vụ các bác này. Các bác cứ lên mã giúp em sẽ là kính lúp có đèn báo nhá, kính lúp có đèn báo em báo giá luôn. 50.000 một cái kính lúp nha. Đấy, chỉ có 50.000 một cái thôi. Đấy, thì con này nó sẽ có tích hợp cả cái đèn báo. Thì về khi mà các bác xài muốn xài cái đèn báo này thì về các bác lắp cho em là 3 viên pin nữa nhá. Nhớ giúp em là 3 viên pin con thỏ, cái pin cái pin 1.5V 3 chữ A, các bác lắp cho em 3 viên pin vào nhá. Đấy, 3 viên pin vào. Đấy là các bác xài thôi. Cái này thì bên em bán chỉ có nguyên kính không nhá, không có kèm pin đâu. Thì về các bác tự mua pin lắp vào. Cái giá này là giá chỉ có nguyên kính không thôi, không kèm pin. Đấy, nhớ giúp em là chỉ nguyên kính không, không kèm pin nhá. Đấy, tránh tình trạng là đến nơi các bác bảo là không thấy pin đâu. Thì em báo luôn là bán chỉ có nguyên kính không thôi. Giá của nó sẽ là 50.000. Thì đây nó có đèn báo chợ sáng này. Đó, thấy không? Nó có cả một cái đèn chợ sáng. Đấy, ở đây nó công tắc nhá. Lúc nào mà các bác dùng thì các bác bật lên, không dùng thì các bác tắt đi, rất ok luôn. Đấy, rất tiện dụng là nó có tích hợp cả cái công tắc ở đây. Đấy, con này là nó có cả hai đèn luôn. À, hai kính luôn, một kính nhỏ này và một kính to này. Và kính này thì nhìn cực kỳ rõ luôn. Đây, để em soi bác coi này. Đấy, kính nhìn rõ lắm. Đây này, đấy, kính nhìn rõ cực kỳ luôn. Đây, để em test cho bác coi nhá. Cái này nó phải lấy nét là cái điện thoại cơ. Đấy, lấy nét là cái điện thoại cơ thì nhìn nó mới ok được. Cái này là do cái điện thoại chứ còn bình thường các bác nhìn ở mắt ngoài là rất là rõ luôn đấy. Đấy. Đây, em sẽ test cho bác coi này. Đấy, đây. Dí với cái là nét cứng luôn nhá. Đó, đây bỏ ra tái chữ nhỏ tí này. Đó, đây không? Nét ok luôn. Đấy, nhìn rất là to rõ ràng các bác nhá. Đấy, nhìn rất là to rõ ràng. Và con này rất là hay, nó có cái đèn báo này, em tắt đi này. À, cái đèn chợ sáng này. Tay cái tối om nhá, bật lên cái này. Đấy, đấy, khi mà ví dụ như những cái lúc mà trời tối các bác muốn soi chét những cái đồ các thứ của mình. Đấy là nó có một thêm những cái đèn chợ sáng này, ba đèn luôn. Là nó hỗ trợ các bác soi sáng các thứ giờ để các bác soi cái kính lúp này vào rất ok. Đấy, soi vào những cái đồ vật thiết bị thứ nhà mình là rất ok luôn. Giá thì em báo giá luôn 50k nhá, 50k thì vẫn giá bình ổn bác luôn từ bữa trước đến giờ. Đấy, vẫn là 50.000 nhá. Lên mã em sẽ là kính lúp có đèn chợ sáng nhá, kính lúp có đèn chợ sáng thì giá sẽ là 50k. Và em báo luôn là kính này là giá này là không có kèm pin nhá, về là các bác tự mua pin lắp nhá. Còn bên em bán là chỉ nguyên kính không thôi, là 50.000 cho một chiếc kính lúp nhá, có đèn chợ sáng nhá và hai kính này luôn, hai kính, một kính to kính nhỏ luôn, là 50k một chiếc nhá, kính lúp có đèn báo. Sản phẩm tiếp theo thì đây, tiếp tục về cái mã hàng đó là cái cân móc điện tử. Em báo giá luôn, lên mã em sẽ là cân móc điện tử, mã của nó sẽ là mã cân C1 nhá, mã cân C1. Các bác cứ là, gọi giúp em là mã là cân C1 hoặc là cân móc điện tử. Đấy, thì giá của nó em báo luôn là 60.000 một cái cân móc điện tử này. Cái này về các bác đi chợ đi búa này, đi câu này, đi cân đi kẹo rất tiện dụng luôn nhá, rất tiện dụng luôn. Hàng của nó thì mới nguyên hộp nha. Hàng mới nguyên hộp. Đi kèm sẽ có cả pin các bác luôn. Về các bác lắp pin vào là xài thôi, rất là dễ dùng sử dụng nhá. Thì về các bác mở cho em cái nắp ở lần sau lưng này, lắp cho em hai viên pin tiểu vào. Đấy, lắp hai viên pin tiểu 3 chữ A vào, sau đó là các bác bật cân lên này. On này. Đấy, con này nó có cả cái đèn sáng luôn nhá, có cả đèn sáng luôn. Đấy, để ví dụ như là các bác hay cân trong buổi tối, là ví dụ như là trong trường hợp buổi tối là các bác vẫn có thể nhìn thoải mái luôn nhá. Đấy, buổi tối vẫn có thể nhìn thấy màn hình cân thoải mái luôn vì nó có đèn trợ sáng ở cái cân này, ở cái mặt cân này luôn này. Hiển thị đây nhá, thông số to rõ ràng và cân điện tử thì rất là chính xác luôn. Đấy, chính xác từng gam từng lạng một các nhá. Đấy, thì ở đây nó sẽ có là ba cái nút này. Tút taria là cái nút xóa sạch này, on off là bật tắt này. Đấy, tắt đi này, bật lên này. Mod này thì các bác điều chỉnh các chế độ cân khác nhau. Ở đây thì em đang để là kilogram. Các bác có thể điều chỉnh về là LB này, Zin này, rồi là OZ. Mấy cái này thì em cũng không rõ lắm nhưng mà chủ yếu Việt Nam mình thì 2 cân kilogram thôi. Đấy là vẫn là phổ thông nhất thôi. Đấy, đi đây về thì các bác rút xem này lên. Đấy, lấy cái móc này ra. Đấy, sau đó các bác móc vào những cái đồ các bác cần cân. Đấy, ví dụ như là em đang cân một cái võng ở trại này. Đấy thì các bác móc vào cái đồ các bác cần cân nhá. Đây nó có một sẵn một cái móc này. Đây em sẽ cân cho bác coi nhá. Đấy, sau đó các bác treo lên nha. Đấy, các bác cầm nó lên nha. Đấy, đây em đang cân thực tế đây đó. Và khi mà cân, đấy, khi mà cân xong thì các bác bỏ ra thoải mái luôn. Và nó đặc hay của cái sản phẩm này là khi mà cân xong là nó sẽ nhớ luôn cái số cân ở trên này luôn. Đấy, hiện tại đang là 625 kg. Đấy, 0,625 kg tương đương với lại là 625 gram này. Đấy, nó sẽ hiển thị cái số cân nhớ ở đây luôn.
Nếu mà các bác muốn xóa cái dấu vết này đi, các bác bấm cho em nút tab ra. Đấy thì nó sẽ xóa về mo là 00. Đấy, và ví dụ đây em cân tiếp này. Đây em cân cái này nhẹ nhẹ này. Đấy các bác móc vào. Đấy, sau đó một tay các bác cầm vào đây. Đó, và các bác giữ yên một chút, nó sẽ hiện lên chữ lock này, nó sẽ khóa lại. Đấy, và hiện tại đây em báo luôn này. 0,085 kg tương đương với là 85 gram đấy. Đấy thì đây nó sẽ hiển thị toàn bộ cái thông số ở trên cái màn hình hiển thị luôn, rất là dễ dàng sử dụng nhá, và nó nhớ được cả cái số cân luôn, nên là rất là tiện các bác. Nhiều khi ví dụ các bác cân xong các bác mà nói chuyện hạn, chẳng may là các bác quên không nhớ, nhưng mà cái cân này nó sẽ thay cho các bác là nó sẽ nhớ luôn số cân, trừ khi thì các bác bấm cái nút này thì nó sẽ mất đi, còn nếu không các bác cứ để đấy là nó sẽ nhớ cái số cân của bác luôn nhá, rất tiện dụng luôn. Đấy thì giá em đang gửi bác giá sẽ là 60.000 một cái nhá. Đấy, 60.000 một cái, các bác cứ lên mã nha, sẽ là cân móc điện tử. À, hay còn gọi là cân móc cân C1 các nhá. Cân mã sẽ là C1, giá em đang gửi bác là 60.000 một cái cân nha. 60.000 một cái. Và con này khi mà các bác cân tối đa lên đến được là 50 kg nhá. Đấy, cân tối đa lên đến được là 50 cân. Đó, rất ok, và cân từng gram từng lạng một luôn. Đấy, và cân tối đa là lên đến được là 50 kg, thiết kế rất chắc chắn luôn này. Đấy, có phần móc đeo. Đấy, và đây các bác có thể xách vào tay, rồi ở đây cái phần móc đồ vào này, rất ok luôn. Giá bình dân thôi, 60.000 một cái nhá, có màn hình hiển thị điện tử ở trên luôn. 60.000 một cái cân móc điện tử hay còn gọi là cân móc C1 nhá, 60.000 một cái, rất ok. Đấy, vừa quay chi tiết bác rồi. Sản phẩm tiếp theo thì cực kỳ nhiều bác hỏi cái mã này luôn. Đó là cái bộ sạc pin 18650. Đấy, lúc nào số tuy nhiên thì có những cái mã hàng rất là độc đáo nha. Để gửi bác này. Đó. Lên mã em sẽ là cái bộ mà sạc pin 18650. Giá bên em là gửi bác thì giá rất tốt luôn, giá gần như là giá tốt nhất thị trường luôn rồi. 60.000 một bộ này. Đấy, một bộ này thì khi mà các bác sạc thì sẽ được một cùng một lúc sạc được là 4 viên nhá, và nó sẽ có hiển thị đèn báo ở trên luôn, rất ok. Con này thì nó sử dụng cái nguồn vào thì cái nguồn nó rất là phổ thông và dễ kiếm, dễ dùng. Đây, input của nó sẽ là DC 5V 1-3A và output ra của nó sẽ là DC 4.2V 1000mA. Đó, khi mà các bác xài, các bác sạc cho những cái dạng pin 18650 thì rất là chuẩn chỉ rồi. Đấy, chuyên dùng để sạc cho pin 18650 nhá. Đấy, thì về các bác có những cái cục sạc điện thoại như này. Đấy, ví dụ như là cái cục sạc Samsung bên em đang bán này. Cục này thì bên em đang bán là 30.000 một cục nhá. Đấy, con này thì cái nguồn ra của nó sẽ là 5.0V. Đấy, tương đương với là 2A. Đấy, thì nó rất là phù hợp với lại cái sạc này rồi. Thì các bác có thể mua kèm thêm cái cục sạc này. Đấy, thì đây em lấy ra quay mẫu các bác này. Thì về các bác cắm vào đây. Nó là cái cổng kết nối USB mà. Đấy, cổng kết nối USB. Các bác cắm vào đây. Sau đó các bác cắm trực tiếp vào nguồn 220. Thì khi mà cắm vào nó sẽ lên đèn báo luôn nhé các bác nhá. Nó lên đèn báo luôn. Và đây em lấy cho bác mấy cái viên pin thì em cũng đang bán luôn này. Pin 18650 em đang bán đây. Pin này thì hiện tại bên em đang bán là 20.000 một viên nhá. Nếu mà các bác có nhu cầu mua thêm pin. Đấy, còn bên em còn các bác có pin rồi thì không cần. Đấy, còn cái này thì em bán vừa bán cả sạc vừa bán cả pin. Đấy thì em sẽ lắp vào cho bác coi. Đấy, thì ở đây em lắp 3 quả thôi, còn một quả em để lại để quay cho bác luôn này. Thì khi mà các bác lắp 3 quả vào đây thì những chỗ nào lắp thì nó sẽ báo đèn đỏ, tức là đang sạc nhá. Và khi mà các bác sạc đầy thì nó sẽ nhảy lên đèn xanh như này. Đấy, ví dụ như là chỗ này hiện tại đang là đèn xanh nhá, em sẽ lắp nốt cái quả còn lại vào này. Đấy, lắp nốt quả còn lại vào nhá. Đó, các bác thấy không? Toàn bộ sẽ báo đèn đỏ hết luôn. Đấy, còn đây ví dụ em tháo đồng quả này. Đấy thì hiện tại đang báo đèn xanh, tức là pin đã đầy và nó sẽ tự động nó ngắt nhá, rất là thông minh luôn. Đây, tháo viên thứ hai này, xanh luôn này. Tháo viên thứ ba xanh luôn, rất ok. Đấy, và các bác có thể sạc cùng lúc được là 4 viên, hoặc các bác có thể sạc một viên một cũng được, tùy nhu cầu nhá. Rất là tiện dụng luôn. Đấy thì cái con này nó rất là dễ xài, và cái nguồn của nó cũng rất là phổ thông. Nguồn của nó sẽ là cái nguồn 5V 2A, tức là về các bác có những cái cục sạc điện thoại ấy, là các bác có thể cắm chung với lại cái cục sạc điện thoại để các bác xài cho cái sạc này rồi. Còn nếu mà các bác không có cái sạc đấy thì mình có thể mua thêm. Thì bên em đang bán là cái cục sạc Samsung 5V 2A. Thì cái cục sạc này bên em đang bán giá là 30.000 một cục. Đấy các bác nhá, 30.000 một cục sạc Samsung 2A này, để về các bác có thể cắm cho cái sạc pin 18650 này để các bác sạc này. Còn nếu mà các bác có cái cổng USB rồi thì về các bác cứ cắm vào cổng USB thì mình là xài. Còn nếu mà các bác muốn mua thêm pin thì bên em đang bán lẻ một viên pin 18650 như này. Giá của nó sẽ là 20.000 một viên không nhá. Đấy, 20.000 một viên. Thì cái này nó dùng khá là nhiều việc này. Đấy, dùng lắp vào những cái thiết bị nó sử dụng cái pin này. Cái pin này nó trong cái pin này nó dùng rất là nhiều, bây giờ hầu như toàn dùng cái pin này thôi. Đấy, thì bên em đang bán lẻ một viên này là 20.000 nhá, một viên này là 20.000.
còn sạc nguyên sạc không. Đấy, nguyên sạc nguyên cái bộ sạc pin 4 viên này, sạc pin 18650 4 viên này là 60.000. Đấy các bác nhá, 60.000 một bộ sạc pin 18650. Đấy là về, đấy là các bác nhu cầu về những cái mã nào các bác nhé. Đấy còn cục sạc đi cùng đi kèm có thể cắm chung với lại cái củ này là 30.000 các bác nhá. Đây tiếp theo thì lên luôn cho các bác cái mã hàng đó là cái chuột không dây. Em báo giá luôn bên em gửi bác là 90.000 một viên, 90.000 một cái một cái con chuột không dây nhá. Các bác cứ lên mạng em sẽ là chuột không dây đây, em ghi giá này rồi, 90.000 một cái con chuột không dây này, rất tiện dụng luôn. Thì hàng của nó thì cũng là hàng mới nguyên hộp nhầy nhá. Sản phẩm thì sẽ gồm có là một con chuột không cần dây nhá các bác nhá. Thông minh của cái sản phẩm này là nó không cần dây dạ gì. Về là các bác chỉ việc kết nối bằng cái cục adapter ở bên dưới đít này. Đấy, các bác lật cái nắp này ra, lấy cái này ra, cắm trực tiếp vào trong máy tính của bác nhá. Và các bác bật cho em về on này. Đấy, bật cho em về on thì nó sẽ lên cái đèn báo màu đỏ em vừa bật đấy. Và bắt đầu là các bác cứ thế là nó sẽ tự động kết nối với nhau. Hai cái này, cái con Bluetooth này, đây cái con cổng USB Bluetooth và cái con chuột này nó sẽ link, tự link với nhau và nó sẽ điều khiển không cần dây dợ gì nhá. Và cái hay của cái sản phẩm này là bên trong này nó đã tích hợp sẵn một viên pin rồi. Đấy, và cái pin này là có tích điện luôn nhá. Cái pin này có tích điện. Đấy, cái pin này có tích điện là lúc các bác cứ xài, lúc nào mà hết pin thì các bác lại lấy cái dây sạc đi kèm với lại cái cục sạc này các bác cắm vô đây. Đấy, và các bác cắm vào cái nguồn 5V ấy. Đấy, ví dụ như là cái cục sạc này, em vừa quay này. Đấy, cái nguồn cục này là cục 5V 2A này. Các bác cắm vào đây. Cục này thì bên em đang bán là 30.000 nhá. Các bác cứ lên mã nha, cho cái cục sạc Samsung. Đấy thì đang bán là 30.000 thì các bác có thể cắm vào đây và các bác sạc cho cái chuột này. Đấy. Và khi mà sạc đầy thì các bác lôi ra xài. Con này thì em cứ bảo hành cho bác luôn. Các bác sạc một lần các bác xài từ 1 tháng cho đến nửa tháng luôn. Pin nó cực kỳ trâu nhá. Đấy, pin nó rất trâu bò luôn. Đấy, các bác bình thường là các bác hay dùng những cái con chuột có dây rất là vướng víu, dùng rất là khó chịu vướng víu này. Đấy, rồi là nó nó không thẩm mỹ cái thứ giờ dây dặn nó lằng nhằng, nói chung hoặc là các bác đi chơi đi công tác các thứ giờ hoặc là làm văn phòng mình cứ phải mà mang đi di chuyển nhiều dây dặn nó lằng nhằng. Đấy thì các bác mua cho con này về không cần vì dây dặn gì nhá. Bên dưới cái nắp này về các bác lấy ra một đầu này các bác cắm trực tiếp vào trong máy tính nhá, còn cái con chuột còn lại là các bác cứ để ra bàn các bác di thôi là tự động là nó sẽ link với nhau nhá. Đây cái con này em xài rồi nên em thấy nó rất ok và em nhập số lượng lớn về bán các bác nên là dùng ok lắm đó. Thì gửi bác là 90.000 nhá. Các bác cứ lên mã em sẽ là chuột không dây. Đấy, 90.000 một con. Đây em quay cho bác cái con em đang xài này. Đây cái con em đang xài đây. Đấy thì em sẽ quay cho bác coi nhá. Thì nó sẽ có là một cái cục link như này này. Đấy thì về là máy tính nào nó cũng có cổng USB mà. Đó thì các bác cắm trực tiếp vào trong cái cổng USB này cho em. Đó, các bác cắm vào và cái con chuột khi mà cắm vào đấy nó kêu tinh cái nó sẽ tự động link với nhau nhá, tự động kết nối với nhau. Đấy và bắt đầu là các bác cứ thế là các bác gì thôi. Đây, thì em gì cho bác coi này. Đấy các bác nhìn này, chuột này. Đấy chuột chạy ngon lành luôn nhá. Đây, tắt đi này, tắt đi này. Đấy, bật lên này. Đây vào chuông này. Vào YouTube chẳng hạn này. Đấy YouTube nhá. Đó, bấm ngon lành luôn nhá. Đấy, đây vào kênh của nhà em này. Đấy bấm ngon lành, các bác nhìn cái con chuột em gì chưa? Đây con chuột em gì này. Đó, xem kênh của bạn này. Đấy, kênh nhà em đây các bác nhá. Đấy các bác mua hàng này cứ vui lòng liên hệ với hai cái số điện thoại em để trên kênh này. Đấy các bác nhìn thấy con chuột này em đang gì này. Đấy con chuột đang chạy nhá, tay em đang gì đây. Đây tay em đang gì đây. Đấy tay em đang gì đây. Đấy gì đâu là nó sẽ sáng lên đấy. Đây này. Đấy thấy không? Đây. Đó rất là tiện dụng luôn nhá, không cần phải dây dạ gì hàng nhàng nhá. Mà nó cực kỳ dễ dùng luôn, người lớn, người già, trẻ em dùng được hết luôn. Về chỉ việc cắm cái con này vào chân cổng máy tính và chuột thì các bác bật cho em về on. Đấy cứ thế là dùng và khi nào mà hết pin thì các bác cắm sạc qua cái cổng ở đằng trước này, nó có cái cổng sạc này. Đấy, con này các bác cứ dùng cho em từ 15 cho đến 15 ngày. Cho đến 1 tháng các bác phải sạc pin một lần. Pin nó cực kỳ trâu bò luôn. Bảo hành cho bác luôn. Nếu mà các bác nào mà pin mà nhanh hết thì cứ bảo anh em nhé. Đấy, bảo hành cho bác pin luôn. Vì anh em dùng thực tế đây, anh em dùng 2-3 con liền đây. Đấy, đây kìa. Đấy đây không. Rất ok nhá. Không cần phải dây dợ gì nhờ. Đấy, các bác chỉ việc là cắm vào các bác xài thôi. Quá ok luôn. Đây các bác nhìn này, lướt này, lăn này. Lăn rất mượt mà luôn nhá. Đấy đây không. Đây đang lăn này, tay em đang lăn này. Đấy, mất mượt mà ngon lành nhau nhá. Rồi. Đấy thì em hướng dẫn cho bác rất chi tiết và cách sử dụng của con này rồi. Đấy thì em báo giá lại một lần nữa nhá, 90.000 một cái con chuột không dây này, 90.000 một con. Thì về các bác tháo cái nắp đít ở cái phần nắp lưng ra này, lấy cái con USB này cắm trực tiếp vào trong cái cổng USB của máy tính và các bác dùng con chuột bật lên cho em về nút on. Đấy là các bác xài thôi. Và khi nào mà hết pin thì các bác lại cắm sạc vào đây.
Đấy, chân sạc của nó đi nhá. Đấy, cắm sạc vào là các bác xài. Ở trong này nó có một viên pin tích điện sẵn rồi. Đấy, và xài từ 15 cho đến 1 tháng mới hết pin một lần. Pin rất trâu bò luôn các nhá. Rất ok luôn. Đấy, 90.000 một con chuột không dây các bác nhá. Lấy cứ lên mã thì em sẽ là chuột không dây 90k một con. Bát sen massage thì hiện tại mấy em hàng vừa về xong nhá. Đấy, cực kỳ nhớ bác hỏi thì đây. Về tiếp tục cái mã hàng đó là cái bát sen massage. Đấy, một bộ này thì hiện tại em đang có giá là 70.000 thôi. Giá gần như là giá tốt nhất thị trường luôn. Lên mã thì em sẽ là cái bát sen massage. Đấy, bát sen massage nhá. Giá của nó sẽ là 70k nhá. 70k một cái bộ bát sen massage này. Bộ này bao gồm là cả bát cả dây luôn nhá. Về là các bác lắp vào là xài thôi. 70k, cầm cho cái giá đỡ sen cái. Thì đây, một bộ là bao gồm là một cái bát như này, một cái bát này, đấy, một cái bát. Và một cái đoạn dây, dây của nó sẽ là dây inox nhé, dây inox, dây chống cặp chống rối. Đấy thì về các bác lắp đặt vào là xài thôi. Đây, dây nó đây. Đấy, dây có giòn rất đầy đủ các bác về xài luôn. Đấy, và đây là bát sen nhá. Nó có phần đầu massage này, đấy, cái đầu massage này rất là hay là ví dụ mỗi lần các bác tắm rửa ấy, thì mình có thể dùng cái đầu này, các bác kỳ cọ này, các bác trà các bác massage này vừa cắt massage nhá, vừa có tác dụng massage, thư giãn vừa có tác dụng là kỳ ghét kỳ cọ. Đấy, kỳ ghét kỳ cọ trên người ngậm tay chân rất là êm, rất là thích luôn. Đấy. Và cái con này rất là hay là cái phần công tắc nó được tích hợp ở luôn trên cái phần tay cầm. Đấy, rất hay, cái phần công tắc tích hợp luôn ở trên phần tay cầm nhá. Để khi mà các bác xài là các bác có thể chủ động là các bác bật tắt ở trên cái phần tay cầm này luôn, không cần phải các bác phải không cần phải tắt ở đầu nguồn. Đó nhá, bật tắt ở trên cái phần tay cầm luôn rất là hay. Đó. Và cái con này nó có thể chỉnh được rất nhiều chế độ sen khác nhau này. Đây này. Thì các bác xoay cho em cái phần vòng này xem. Đấy, nó có chính chế độ 1 này, 2 này, 2 này, 3 này, nó có 3 chế độ sen khác nhau nhá. 3 chế độ sen khác nhau để các bác xoay cho em cái vòng này. Đấy, 1 này, 2 này, 3 này. Đấy, 3 chế độ sen khác nhau. Như ở tia da này, tia da này và tia da. Đấy, nó rất nhiều những cái tia da khác nhau nhá. Và dây đi kèm là một bộ này là bao gồm là cả dây cả bát sen này là 70.000. Đấy, nó có cái đầu massage rất hay là 70k nhá. Lên mã em sẽ cái bát sen massage là 70.000 một bộ nhá. Còn nếu mà nhà các bác nào mà không có giá đỡ ấy, thì các bác có thể mua kèm cho em cái giá đỡ nhà. Thì cái giá đỡ sen này thì hiện tại em đang bán một cái giá đỡ sen nhà với giá là 30.000 nhá, 30.000. Đấy thì các bác có thể mua kèm thêm, còn hàng bên này là không có giá đỡ đâu, nó chỉ có nguyên sen với dây không thôi. Còn nếu các bác muốn mua kèm thêm giá đỡ thì bên em đang bán một cái giá đỡ dán như này với giá là 30k nhá, 30k. Thì các bác lên mã giúp cho em sẽ là giá đỡ sen. Đấy, giá đỡ sen. Giá đỡ bát sen này. Giá đỡ bát sen này thì đang có giá là 30k các nhá. 30k một chiếc giá đỡ bát sen này. Cái hay của cái sản phẩm giá đỡ này là các bác không cần phải khoan đục lỗ các nhá. Về nhà mình có tường, cái tường gạch men, tường đá hoa ấy, là các bác bóc nhầm cái lớp ra. Đấy, dính trực tiếp cái này lên trên cái phần mặt đấy là xong, không cần phải khoan đục lỗ gì. Đấy, sau đó các bác đeo cho em cái phần sen của nó vào. Đấy, con này có thể chỉnh được cỡ này. Đấy, có thể chỉnh được kích cỡ của nó, chỉnh được cỡ luôn nhá. Đấy, có thể chỉnh được cỡ luôn, rất hay. Đấy, ok luôn, chắc chắn. Cái này nhà em cũng đã xài, em đang dán rồi, dán trong khoảng tầm 3 năm nay rồi, không có bong biết luôn, cực kỳ dính, cực kỳ chắc luôn nhá, dính cực kỳ chắc luôn. Đó, về các bác vệ sinh lau sạch cái chỗ dán đi, sau đó các bác dán cái này vào, sau đó là các bác đeo này vào. Đấy, cái này thì bên em đang bán thêm thôi. Còn nếu các bác nhu cầu nhà có giá đỡ rồi thì mình chỉ mua nguyên bộ này thôi cũng được. Còn nếu mà nhà chưa có giá đỡ thì các bác mua thêm cái giá đỡ nhà, thì giá đỡ bát sen này thì bên em đang bán là 30k. Đấy, 30k một chiếc giá đỡ bát sen. Còn bán nguyên bát sen không thì là 70.000 nhá. 70.000 là bao gồm là một bát và một dây. Đấy, là một bộ nhà là 70k này. Đấy, một bộ như thế là 70k. Giá rất là tốt luôn, dễ mua. Đấy, một chiếc bát sen rất là hay. Đấy, các bác nhìn, cùng nhìn về tổng quan về sản phẩm khi mà test thực tế này. Đấy, nước ra rất ok nhá. Đấy, con này nó có các chế độ nước khác nhau nhá. Đấy, cực kỳ hay luôn. Đấy, chế độ phun xương, chế độ phun tia. Đấy, thấy không? Chế độ phun tia này, phun tia, phun xương, rồi là massage, đầy đủ đồ luôn. Đấy, các bác nhìn này, rất nhiều chế độ khác nhau nhá. Đấy, cực kỳ là hay, rất hợp lý luôn. Đấy, vừa tắm vừa massage kỳ cọ này, ngon lành luôn này. Đấy, giá là bình dân mà cũng rất là nhiều chức năng khác nhau, chỉ có 70.000 thôi một cái bộ này, nó giá nó quá rẻ luôn. Đấy, chắc chắn đẹp đĩa ngon lành, 70k nhá. Đấy. À, có cả cái công tắc tích hợp luôn ở cái phần tay sen nên rất là tiện, các bác không cần phải đóng nguồn. Đấy, có tích hợp sẵn đây luôn, về lắp dây và xài thôi các nhá. Còn nếu mà các bác muốn mua thêm bát thì em đang bán một cái giá đỡ này, thì đang bán một cái giá đỡ là 30.000, các bác có thể mua thêm. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng đó là cái kệ xe đẩy 4 tầng này. Đấy, em báo giá luôn, vì em đang bán một cái kệ xe đẩy 4 tầng này với giá sẽ là 80.000. Đấy, thì cái bộ kệ xe đẩy 4 tầng này sẽ gồm có là
bốn cái kệ em nhá, bốn cái kệ, à nó bốn cái đúng rồi, bốn cái kệ và bao gồm thì xếp khi mà các bác lắp ghép vào thì là bốn tầng. Thì khi mà hàng bên em gửi đi nó sẽ tháo rời ra đóng hộp, còn về các bác lắp đặt vào. Cái này lắp đặt nó rất là dễ thôi. Đấy, và cái nào con này nó hay này, nó có cái bánh xe này, các bác có thể đẩy đi đẩy lại rất là tiện. Đấy thì về các bác đây. Tổng quan khi mà em lắp vào thì về ví dụ các bác đựng những cái đồ lặt vặt linh tinh vào rất là hay. Đấy, nó ngăn nắp, nó có ngăn nhất các thứ rồi. Các bác dễ dàng lấy rồi là mình sử dụng đựng đồ đạc rất là hay. Thì đây em sẽ đo cho bác về phần kích thước nhá. Chiều dài của nó là đi 39 40 này, đấy, chiều dài 40 này. Chiều rộng của nó là vào 20 này. Chiều cao của nó rơi vào là đi 65 cm nhá, 65 cm. Đấy, khi mà các bác lắp được 4 tầng nó rơi vào tầm 65 thôi nhá, 65. 40 nhân với lại 20 nhân với 65 thôi nhá. Đấy, nó sẽ 4 tầng nhá, 4 tầng nha. Đấy, chất liệu của nó thì cái phần này thì của nó là giá nhựa nhá. Những cái khay này là khay nhựa. Đấy, khay nhựa. Và cái phần khung thì của nó sẽ là phần khung inox nhá. Khung inox này. Đấy, và bao gồm cho bác là cả bánh xe luôn. Đấy, nó có cả bánh xe để mình có thể đun đi đun lại rất là hay. Đấy, đây. Còn đây là cái khung inox của nó. Đấy, bánh xe luôn nhá, bánh xe, bốn bánh xe. Đấy, mình đun đi đun lại các thứ giờ. Rất ok luôn. Nói chung là khá là đẹp đấy. Các mua về sử dụng mà mình để đồ để đạc đây em để ngang các bác coi này. Đấy, về các bác để đồ để đạc này rất hay. Đấy. Cái khay nó cái phần chiều cao khá là sâu, các bác đựng khá là nhiều đồ luôn. Đó. 40 nhá, khay của nó 40 x 20, khay khá là to. Đấy. Thì nó sẽ gồm có là 4 tầng. 4 tầng này, 1 2 3 4, 4 tầng nhá. Có kèm bánh xe, khung là khung inox khá chắc chắn luôn. Đấy, về các bác lắp ghép vào là xài thôi. Giá là chỉ có 80.000, giá nó quá hạt rẻ bình dân luôn. Hàng là hàng Việt Nam chất lượng cao nhá. Đồ gia dụng cao cấp hàng của Việt Nam. Đấy, rất ok luôn. 80k một cái bộ. Lên mã em sẽ là cái kệ kệ 4 tầng nhá. Cứ lên mã cho em sẽ là cái kệ xe đẩy 4 tầng. Đấy thì đang có giá là đi 80k nhá, 80k cho một cái kệ xe đẩy 4 tầng như này thôi. Chỉ có 80.000, giá quá hạt rẻ luôn. Cực kỳ đẹp, chắc chắn ạ. Đây đây. Các bạn nhìn này, rất đẹp luôn nha em. Cái này em vừa lắp về là em vừa lắp xong em chắc là cái này em để nhà em xài luôn vì thấy nó chắc chắn ok quá. Đó. 80k nhá, 80k một cái kệ xe đẩy 4 tầng nha. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác cái bịch, đó là cái bịch khăn ướt lau bếp này. Đấy, một bịch này là bao nhiêu? 80 tờ. Đấy, một bịch là 80 tờ về chuyên để các bác lau bếp nhá. Đấy, con này lau bếp rất sạch luôn, em đã test dùng một hai gói em thấy rất ok. Cái này nó có mùi hương cam rất là thơm luôn. Đấy, thì một gói khăn lau bếp như này. Đấy, khăn ướt lau bếp như này với giá sẽ chỉ có 30.000 thôi. Đấy, 30.000 nhá. Nó là cái dạng khăn ướt lau bếp. Thì trong chiếc khăn này nó đã tẩm những cái phần chất tẩy rửa các thứ là trong hết rồi. Đây này, đây này, em lấy ra một tờ nó khá là to nhá, một tờ khá là to. Đây này, đấy, nó đã tẩm những cái chất tẩy rửa hết rồi và nó có mùi là cái mùi cam, mùi rất là thơm luôn. Đấy thì các bác chỉ việc dùng cái này các bác lau. Đấy, lau. Đấy thì khi mà lau nó sẽ ra bọt nhá, sẽ ra bọt. Các bác lau những cái thành phần mỡ mỏng thứ ở trên bàn bếp ga đấy, bàn bếp nhà mình. Đấy, máy hút mùi hút bụi ra. Các bác lau rất là sạch luôn. Đấy, lau cực kỳ sạch nhá. Cái này em đã test rồi, em lau đi rất là ok này, nhìn này, nó có những cái bọt này. Đấy, nó có bọt rất là nhiều bọt luôn nhá. Đấy, các bác lau rất là sạch luôn. Một cái gói này nó chỉ có 30.000 thôi. Đấy, gói, đây cái gói anh em đang dùng đây. Đấy, gói anh em đang dùng đây. Một gói này là 30.000 thì các bác cứ dùng ở đâu các bác rút ra đây thôi nhá. Dùng đâu rút ra đấy. Mà lên mã anh em sẽ cái túi khăn ướt cho nhá. Túi khăn ướt lau bếp nhá. Khăn ướt lau bếp giá đang gửi bác là 30.000 cho một cái bịch khăn ướt lau bếp nha. 80 tờ, khá là to các bác cầm nặng trịch luôn. To lắm. Đấy, cầm nặng. Ok luôn nhá. Chị em nội trợ nào cũng nên có một gói này trong bếp. Đây là bịch khăn ướt lau bếp đa năng, một bịch to như này sẽ có 80 miếng. Chất liệu vừa dai vừa chắc chắn nên khi lau sẽ không lo bị rách. Trong miếng khăn ướt này đã pha sẵn chất tẩy rửa rồi, nên khi nấu nướng xong có thể rút khăn ra và sử dụng luôn. Với một chiếc khăn này sẽ dễ dàng lau sạch vết dầu mỡ trên bếp ga, bếp từ, bụi bẩn bám trên bề mặt của lò vi sóng, tủ lạnh, máy hút mùi hay đồ gia dụng khác. Với chiếc xuất hương tranh thơm mát, an toàn cho da tay, khử mùi dầu mỡ nhanh chóng, hiệu quả, dùng một lần nhà bếp đầy mùi hương. 30k thôi, các bác mua cho em một vài bịch về mình dùng dán Tết luôn. Quá ok luôn. Đấy, khăn ướt lau bếp nhá, 80k. Đấy, nó là dạng khăn ướt ướt và nó có tẩm những cái chất tẩy rửa trong ngoài hết rồi. Đấy, về các bác chỉ việc xài. Đây, đấy, mùi cam rất thơm luôn. 30k nhá, 30k. Lên mã giúp cho em sẽ là khăn ướt lau bếp nhá. Đấy thì về các bác mở cho em, bóc cho em cái phần open ra, rút ra. Mình cứ dùng đâu là mình rút ra đấy là xài thôi nhá. Một bịch là 30k, giá rất bình dân hạt rẻ thôi. Tiếp theo thì hôm nay bên shop có về thêm cho bác đó là cái túi rác cuộn này. Đấy, nhiều bác hỏi cái mã hàng túi rác cuộn này lắm này, để về các bác đựng rác nhá. Thì đây, lên luôn cho bác một cái bịch túi rác cuộn. Đó thì một túi này là 40k một túi và một cái cuộn như này thì sẽ được là 100 túi nhá các bác nhá. Một cái cuộn này là 100 túi đây. Em sẽ bóc cho bác một túi đây này. Bóc cho bác còn một túi nhá. Thì đây, một cái cuộn này là 100 túi.
Đó, thì cái này thì rất là dễ dùng thôi, dễ dùng thôi. Thì các bác cứ lần cho em, lần đến cái đoạn mà nó có cái đầu nối nhá. Đây này, nó có cái phần nối này, các bác nhìn này. Nó có cái phần nối này. Đấy thì các bác bắt đầu là các bác tách nó ra. Tách ra nhá, các bác tách ra. Đấy các bác xé ra này. Đấy, xé ra nhá. Xé ra theo cái đường mà nó đã kẻ sẵn này này. Đấy, nó có cái đường kẻ sẵn, các bác tách nó ra. Đó, nói chung là các bác cứ cầm và các bác tách nó ra nhá. Tách nó ra sẽ thành được một chiếc túi để các bác đựng rác vào đây, rất hay luôn. Đấy. Túi thì cực kỳ to, túi to lắm. Túi này của nó là vào là 45 x 50 nhá. Kích thước là 45 x 50. Đấy để các bác lồng vào những cái phần bì rác nhà mình nhá, bì rác nhà mình để các bác đựng. Đấy, đựng rác, đựng rác các thứ ok luôn nhá. Ok luôn đây. Bình thường các bác hay bọc túi rác như thế này đúng không? Thế thì các bác bọc sai cách rồi, để em chỉ cho mình cách bọc mới nha. Các bác mà không mua những quận như thế này thì về lỗ to. Em dùng túi rác toàn dùng quận to như thế này thôi, so sánh như vậy. Các bác đã thấy sự khác biệt chưa? Bác xem này, nó rất chắc chắn, dùng lực kéo thế nào cũng không sao hết. Nước nóng hay canh nóng đổ trực tiếp vào luôn cũng được, không hề bị chảy ra giọt nào. Còn có dây rút, đi vứt rác không sợ bẩn tay nữa. Một quận có 100 chiếc, mua càng nhiều càng rẻ, mua một lần dùng được cả một năm. Còn bọc túi rác chỉ cần lộn ngược như thế này là được. Các bác xem có tiện lợi không? Đây để em lần đến cái miệng nó này. Đây để em lần đến cái miệng nó. Đây, đấy cái miệng nó đây. Túi rất là to luôn các nhá, túi rất là to luôn. Đó. Đây, túi cực kỳ to nhá. Túi của nó là túi 45 x 50, túi to dã man luôn. Đựng vừa cả một cái thùng luôn kìa. Đựng nhiều rác lắm, cái túi đựng nhiều rác mà nó rất là dai, cực kỳ dai luôn nhá. Dai các bác giật cho em thoải mái luôn, dai lắm. Đấy, túi rất là dai. Mùi thơm thơm, mùi nước hoa thơm thơm cái này, có mùi nước hoa thơm thơm. Đấy thì kích thước của nó khi mà các bác cho ra thì sẽ là đây là 45 x 50 này. Đấy, 45 x 50 rất là to, 45 50 thì các bác tưởng tượng rất là to rồi. Đấy, các bác đựng rất là nhiều rác luôn. Đấy thì các bác cứ lên mã nha, em sẽ cái túi rác quận nhá. Một cái quận này là được là một quận này là được là bao nhiêu đây? 100 nhá. Một quận này là 100 túi. Một quận này khi mà các bác xé ra được là 100 túi này đây. Một quận này các bác cứ lần ra các bác xé lần ra là được là 100 túi nhá. Đấy, một quận xé cứ lần là được 100 túi rất là hay luôn. Đó. Là về là các bác chỉ việc là cứ lần ra đâu là đến cái đoạn nối này. Đấy, sau đó các bác xé cái đoạn nối ra là nó sẽ thành một chiếc túi. Thì đây là cái phần miệng nó nhá. Cái phần xanh này, cái phần miệng này, các bác dở cái phần miệng ra thì nó là cái phần xanh nhá. Đây này, cái phần miệng của nó là xanh như này. Đấy, đây. Đấy, nó đánh dấu phần miệng là xanh, còn cái phần trắng này của nó là đáy. Đấy, còn phần miệng là xanh. Là kích thước là 45 x 50 rất là to luôn. Đó, về các bác đựng cực kỳ nhiều rác mà túi thì siêu dai. Siêu dai nhá. Đấy, mỏng nhưng mà siêu dai luôn, cực kỳ ok. Đấy, các bác cứ giật thoải mái cho em ok luôn. Đó. À, giá của nó sẽ là đi 40k nhá, 40k cho một cái quận túi rác nha, 40k một quận. 40k một quận, giá rất hạt rẻ bình dân thôi. Đó. 40k một quận nhá, lên mã sẽ là túi rác quận nhá, 40k một quận. Em vừa khám giá, khám phá ra một cái điều rất hay này, là các bác mở ra cho em nhá, mở ra. Đấy thì các bác sẽ đựng rác vào đây bình thường này. Đấy và lúc nào mà các bác muốn buộc vào ấy, muốn có một cái sợi dây buộc thì các bác cầm vào cái miệng túi này, nó có một cái phần lỗ lồi ra này. Các bác cầm vào đây. Đấy các bác cầm vào đây. Đấy thì nó sẽ thành một cái dây nhá. Đấy thành một cái dây các bạn, thành một cái dây. Đây bên này thế này. Đấy vừa phát hiện ra một cái nói chung là người ta cũng phát minh ra những cái thiết kế nó rất là dã man con ngan luôn. Đấy, không ngờ luôn nhá. Đấy thì các bác thít nó vào thì nó sẽ thành một cái dây để nó thít chặt cái phần miệng túi rác vào nhá. Đấy thì ví dụ các bác cầm đi sách là các bác không cần phải cầm ấy nhá. Các bác chỉ việc cầm cái qua này các bác mang đi các bác sách đi các bác sách rác này các bác vứt thôi này, rất hay luôn. Đó, rất tiện dụng nhá. Rất hay. Đấy, thiết kế rất thông minh. Đấy nó có cái phần rỗng này các bác cứ cầm các bác kéo lên đây. Đây là một túi đây này, nó có cái phần đây này, cái phần hở này, có nhìn cái phần hở chưa? Đấy thì các bác cầm này các bác thu cái dây lên. Đây em là xong. 40k nhá, lên mã em sẽ là túi rác quận, kích thước của nó là 45 x 50 nhá. Một cái quận này thì sẽ được là 100 túi, nó chỉ có 40.000 thôi, giá rất là bình dân luôn. À, một cái mã được một cái mã lô ghế inox này rất là hay. Đấy, em nghĩ chắc là nhà bác các bác hay dùng những cái ghế này này. Nó là cái dạng ghế thấp nhá, nó là cái dạng ghế thấp. Con này thì cái chiều cao của nó thấp nó rơi khoảng tầm là 14 cm thôi, 14-15 cm thôi. Nó thấp view như là các bác hay ngồi để mình làm những cái việc công việc ở dưới đất ấy. Đấy, ví dụ như là mình hoặc là mình ngồi ăn cơm này, rồi là ngồi chém gió nói chuyện ở nhà mình ấy. Đấy, hàng xóm láng giềng sang hay ngồi đấy các nhá. Ngồi rất là đầm ấm luôn, rất là hay. Đấy thì con này chất liệu của nó là inox nhá, inox 100% luôn. Đấy, phần mặt này inox này,
phần đế chân inox này và bốn chân nha các bác nhá. Hàng của nó trên hàng bốn chân và đều được bo một lớp cao su chống trơn trượt này. Đấy, rất ok luôn. Dòng này thì em nghĩ chắc là nhà nào cũng nên sắm vài ba cái nhà mình dùng nhá. Đấy, sử dụng ở nhà nó rất là bền quá. Đấy, rất là bền. Hoặc là các bác nào ví dụ như là đi làm cỗ hay ngồi cái này này. Đấy, nhà có đám xá cỗ bàn giờ Tết nhất hay ngồi này. Hoặc là ví dụ về mình ngồi nấu cơm nấu nước, đấy làm cơm làm nước, nhặt rau nhặt cỏ giờ hay ngồi cái ghế này rất là hay luôn. Đấy, nó thấp thấp nhá, nó thấp thấp nhưng mà cái hay của sản phẩm này nó là chất liệu bằng inox. Đấy, và cái khung này của nó này, cái khung này của nó cũng bằng khung inox luôn. Nó rất là chắc chắn, rất là chắc chắn. Đấy thì bên em đang bán cho bác một cái chiếc ghế inox nó là dạng thấp nhá. Đấy, nó là dạng thấp thôi. Nó giá nó chỉ có 50.000 nhá, chỉ có 50.000 cho một cái chiếc ghế nha. Đấy, về cái lô ghế này hàng rất là đẹp luôn. Đấy, chắc chắn. Đây này. Cho các bác coi cái ghế nhựa này. Cho các bác coi cái ghế nhựa này em đang xài này. Các bác nhìn này, ngồi là đít nó bục hết ra luôn. Chỉ một thời gian sau là đít nó bục hết ra. Đấy là các bác nguyên do sao không? Là cái phần chống này là nó không có. Nhưng mà đây này, nó ở đây là cái phần chống này nó có này. Ở cái xương giữa là nó có luôn. Đây là cái xương giữa nó sẽ trụ vào luôn. Đây là khi mà các bác ngồi nó rất là khỏe. Nó không bị lõm. Đấy, nó không bị lõm, không bị vỡ nhá. Riêng cái dòng inox này các bác ngồi thì nói chung là siêu bền rồi. Đấy, không có gì vì địch được cái thằng inox này. Nó quá bền luôn. Đấy, mà giá nó bình dân nó chỉ có 50.000 thôi. Ngồi rất là to nhá. Đây cái phần đường kính ghế nó rất là to. Cái này bác nào đít to mông to ngồi thoải mái cho em luôn. Đường kính của con này nó rơi vào là 25 các bác nhá, 25 đây bình thường. Như con này nó có 20 này, đây con này có 20 này. Đấy con này em cũng mua này nhưng mà em mua em thấy bực quá vì nó hay bị vỡ đít này. Nên là em thấy cái độ này người ta bán cái ghế này là giá nó tốt quá nên là em mua luôn, ít về em bán luôn bác. Đấy bác nào ưng thì có thể là xúc luôn. Đấy đi. Bình thường em mua những cái ghế như con này nó rơi khoảng tầm 30-40 nghìn rồi. Mà đây em bán cho bác là một cái ghế inox này là chỉ có 50.000 thôi. Để các bác thêm vào 10.000 nữa cho em mua ngay cho em cái con inox này. Ghế inox này nó rất là bền. Đấy, quan trọng là nó bền mà nó chắc chắn mà. Đấy, quan trọng là bền nó chắc chắn. Mà cái phần đế của nó to nhá, đế của nó là đế 25 nhá, đế 25 luôn. Đấy, đế 25. Đấy. Ghế thấp nhá. Đấy, ghế inox thấp nhá. Cứ lên mã cho em xem cái ghế inox thấp nhá. Giá bên em đang bán cái ghế inox thấp này chỉ có 50.000 thôi. Giá quá là bình dân hạt rẻ luôn. Về các bác xài, các bác sử dụng thì nói chung là nồi đồng cối đá dã chiến vứt vạ vật thoải mái luôn. Đấy, không lo gì sét này, không lo cong vênh này, không lo bị vỡ đít như cái ghế em vừa quay em nhá. Đấy. 50k nhá, 50k. Lên mã thì em sẽ là cái ghế inox thấp nhá, 50.000 một chiếc thôi. Đấy, cái này thì số lượng của hạn nó không nhiều đâu. Vì hàng này của nó là hàng bên xưởng là người ta tự làm thôi. Đấy, người ta tự làm nên là cứ làm đâu thì bán ở đấy thôi. Nó không có nhiều đâu ạ, không có nhiều đâu. 50k cho một chiếc ghế inox thấp này các bác nhá. Bây giờ em lên luôn cho bác mang hàng đó là cái con máy đọc thẻ thông minh nhá. Em báo giá luôn. Bên em đang gửi bác là 60.000 một cái bộ máy đọc thẻ như này. Đấy, 60k thôi, giá rất hạt rẻ nhá. Giá tốt nhất thị trường luôn. Cái này thì nó sẽ gồm có rất nhiều nội dung. Đây. Đấy, sẽ gồm có rất nhiều nội dung này. Đấy, thẻ động vật này, thẻ giao thông, thẻ đồ vật này, đồ ăn quả này, hoa quả, rau củ này. Trang phục thiên nhiên, màu sắc, nhân vật, nghề nghiệp, hình dạng này. Đấy, cực kỳ nhiều nội dung khác nhau luôn. Rất là hay. Đấy, giúp bé tăng khả năng nghe và nhận biết này, song ngữ cả Anh cả Việt luôn nhá. Cái này nó có cả là tiếng Anh cả tiếng Việt luôn. Cái này thấy hay lắm. Đấy, mà cũng nhiều bác hỏi này. Đấy thì em nhập về bán cho bác này. Đây. Nó sẽ gồm có một con máy và đi kèm cho bác là một cái hộp thẻ nha. Một hộp thẻ này các nhá. Một hộp thẻ là 112 thẻ, 224 từ vựng này. Đấy là cả tiếng Anh tiếng Việt nhá. Cái con này hay của cái sản phẩm này là nó sạc pin ạ, sạc pin. Đấy là nó sạc pin. Thì nó nguồn sử dụng cái nguồn là nguồn DC 5V nhá, là nó có tích hợp sẵn pin ở đây rồi. Thì khi mà hết pin thì các bác lại cắm vô đây. Đấy, cắm vào đây này, sau đó là cái chân còn lại thì các bác cắm vào cái cục sạc điện thoại nhà mình ấy. Đấy, xem có cục nguồn 5V ấy là các bác cắm sạc cho cái máy này là ok thôi. Đấy, rất là dễ dùng, dễ sử dụng nhá. Và đây thì nó sẽ có cái nút nguồn on off này, thì các bác giữ lì cho. Đấy, bắt đầu lên nhạc. Các bạn nhỏ, chúng mình bắt đầu nào. Đấy, thấy không? Nó lên nhạc là bắt đầu là ok nhá. Đấy, bắt đầu là các bác dạy cho cháu là mở cái này ra. Mở cái này ra, sau đó là các cháu là rút thẻ ra này. Đấy, thì rút thẻ ra, lấy thẻ nào thì cho thẻ đấy vào. Đấy, ví dụ như là em lấy một cái thẻ bất kỳ này, ví dụ như là bố này. Mặt sau thì sẽ có là mẹ này, cái một thẻ này có hai mặt luôn nhá. Đấy, các bác cho vào này. Bố. Đấy, thấy không? Nó có cả tiếng Anh, tiếng Việt luôn, là nó phiên dịch ở đây luôn. Đây, em cho lại một lần nữa nhá. Bố. Đấy, và đây em cho là mẹ này. Em quay lại thẻ mặt sau này. Mẹ. Mother. Đấy, thấy không? Rất ok nhá. Đây, em cho lại một lần nữa nhá. Em quay cái mặt sau cái loa này, các bác nghe mẹ. Rõ.
Mother. Đấy, thấy không? Cái loa của nó là mặt sau. Ok, cái loa nó nghe vừa đủ nhá. Đấy. Đây, cho lại một lần nữa này. Đây. Bố. Father. Đấy, rất ok nhá. Đấy thì các bác cứ lấy thẻ bất kỳ ra đây, ví dụ như em lấy một cái thẻ nữa này. Đấy, ví dụ như là cái này là trái cây, cái này là quả nho này. Đây, em cho đây nhá, quả nho này. Quả nho. Đấy. Great. Đấy, quả nho có cả tiếng Anh tiếng Việt luôn nhá. Tiếng Việt nó sẽ đọc trước, tiếng Anh đọc sau. Quả chanh. Lemon. Đấy, quả chanh lemon. Đó, ok luôn nhá. Đấy, quay lại mặt kia này. Quả nho. Đấy. Đó, quay lại mặt nữa này. Quả chanh. Quả chanh. Lemon. Đó, rất ok, là có cả tiếng Anh tiếng Việt luôn. Và các bác muốn 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 gì? Muốn muốn tắt thì các bác giữ lì đi, muốn bật thì các bác cũng giữ lì cái nút on off này. Đấy, còn lại thì đây, nó còn có cả nhạc đây này. Đấy, các bác giữ lì vào cái nút này sẽ còn nhạc này. Đấy, có cả nhạc nhé, các thứ đầy đủ luôn các nhá. Đấy, có cả nhạc luôn. Còn các bác giữ lì cái nút on off này nó sẽ tắt đi. Chúng mình tạm dừng nhé, tạm biệt. Đấy, các bác giữ lì nó sẽ có nút tạm biệt này. Là khi mà tắt đi, còn nếu mà các bác bật lên này. Đấy, nó xin sẽ chào kêu. Các bạn nhỏ, chúng mình bắt đầu nào. Đấy, nó sẽ có xin chào các bạn nhỏ, chúng mình bắt đầu nào. Đấy, rất hay nhá. Đấy, một con sản phẩm máy đọc thẻ rất thông minh luôn. Mua về cho các cháu nhà mình sử dụng học tập này. Đấy, nhận biết chữ cái này, rồi là cái này một cái nội dung rất hay là nó có cả hình này, cả hình cả chữ này. Đấy, phiên âm cả tiếng Anh này, cả tiếng Việt đấy luôn. Rồi là có cả ấy luôn, có cả gì luôn nhá, có cả âm thanh luôn, rất là sống động để các cháu dễ tiếp thu. Đấy. Tránh xa điện thoại, tivi, internet đây. Đấy, các cháu tập trung vào học hành này. Đấy, thì các bác mua trong cái máy đọc thẻ này về. Đấy, thư mục này, động vật, phương tiện, đồ dùng hàng ngày này, thực phẩm, rau củ, trái cây, gia đình, màu sắc, hình dạng, công việc, trang phục tự nhiên. Đấy, nói chung là nó tóm gọn trong một cái hộp thẻ này là đầy đủ luôn. Nghĩa là như kiểu là 1 vạn câu hỏi vì sao đâu nhá, đầy đủ hết luôn. Đấy, không thiếu cái gì cả. Đấy, giữ lì đây, cho nó tắt đi đỡ tốn pin này. Chúng mình tạm dừng nhé. Đấy, lúc nào dùng xong là các bác nhớ tắt đi cho đỡ tốn pin. Đấy, và lúc nào hết pin thì các bác lại lôi ra các bác cắm sạc nhá. Con này của nó là cắm sạc. Đấy, nên là các bác không cần phải thay pin hay biết gì. Pin nó có sẵn rồi. Về là các bác chỉ việc là các cháu thì mình dùng xong rồi các bác sạc cho các cháu. Đấy, và khi mà hết pin thì đầy pin thì mình lôi ra dùng. Còn lúc nào hết pin thì lôi vào cắm sạc có thế thôi. Đấy thì lên mã giúp cho em sẽ là sản phẩm là cái con máy đọc thẻ thông minh nhá. Máy đọc thẻ thông minh. Hiện tại em đang gửi bác giá chỉ có 60.000 thôi. 60.000 cho một cái bộ máy đọc thẻ thông minh nha. Đấy, 60k một bộ nhá, dùng rất hay luôn. Máy đọc thẻ thông minh nhá. Bộ kiềng chắn gió bếp ga nhá, chắn gió là chắn ga nó bị mất này. Đấy thì bác mua cho em cái bộ này về. Kiềng chắn gió bếp ga bên em đang bán bác là 30.000 cho một cái kiềng chắn gió bếp ga này. Cái này thì nó gồm rất nhiều những khe rãnh nhá. Tại sao nó nhiều cái khe rãnh mà nó lại bố trí khác nhau này? Đấy, để nó phù hợp hầu như là tất cả các loại bếp ga trên thị trường bây giờ. Đấy, từ bếp các loại bếp nọ bếp kia là nhiều hãng nó khác nhau. Đấy, nên nó bố trí nhiều những cái khe kẽ này. Đấy, để cho nó phù hợp với tất cả các loại bếp khác nhau nhá. Giá của nó chỉ có 30.000 thôi. Đấy, chất liệu nó bằng tấm lá thép kim loại nhá. Đấy thì cái công dụng của sản phẩm này khi mà các bác để vào ấy, thì nó sẽ chắn được cái gió này. Đấy, khi mà gió nó lùa vào thì nó hay bị tạt ga. Đấy thì đun các bác đun rất là lâu sôi. Rồi là các bác trụm cái phần ga nó vào ấy, thì cái luồng nhiệt nó sẽ đẩy lên, nó sẽ tập trung vào cái phần đáy nồi hơn. Đấy thì nó sẽ khi mà các bác đun ấy nó sẽ nhanh hơn nhá, đun nó sẽ nhanh hơn. Đấy, nó không bị lãng phí ga ra ngoài, nó không bị phè ga ra ngoài, nó sẽ tập trung vào cái đáy, nó sẽ đẩy lên, nó sẽ đun, nó sẽ nhanh hơn. Nói chung là con này là các bác sử dụng để tiết kiệm ga một cách tối đa nhá, một cách tối đa luôn. Đấy, rất ok luôn nhá. Đấy, đây là cái phần những cái phần rãnh này, những cái phần rãnh để các bác để lên cái kiềng những cái xoong nồi lên không nó bị trơn trượt nhá. Đấy, thì cứ lên mã cho em sẽ là cái kiềng chắn gió bếp ga. Đấy, giúp các bác tiết kiệm ga, tập trung cái nguồn lửa nó tập trung vào đáy nồi, các bác đun nhanh hơn, đun nhanh sôi hơn. Đấy, tiết kiệm ga hơn. Ok nhá coi nhá. Giá của nó đang gửi bác là 30k nhá. 30k cho một cái kiềng chắn gió bếp ga nha. 30.000 một chiếc. Rất ok luôn, chắc chắn, chất lượng. Đấy, chỉ có 30.000 thôi. Đó, rồi. Vòng tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng đó là cái chổi lau nhà tách nước này, em báo giá luôn. Hiện tại bộ này bên em đang bán là 160.000 một bộ nha, 160.000 một cái bộ chổi lau nhà tách nước nha. Một cái bộ sản phẩm này thì khi mà các bác nhận được hàng thì sẽ gồm có những gì thì em sẽ bày cho bác đây, cực kỳ nhiều luôn có nhá, cực kỳ nhiều luôn. Nói chung là với giá 160.000 này thì siêu là hạt rẻ luôn. Đấy, các bác sẽ nhận được về đầu tiên là hai cái cán chổi này, hai cái đầu cán chổi này, một cái thùng chứa nước nhá, một cái thùng chứa nước này, một cái thùng chứa nước nó sẽ có hai ngăn, một ngăn là chứa nước sạch nhá và một cái ngăn là nó tách cái nước bẩn ra, là nó sẽ có hai ngăn nhá, nên là hay gọi là cái bộ chổi lau nhà tách nước thì nó sẽ tách nước bẩn ra, nước bẩn và nước sạch ra, nước sạch, rất ok. Đấy,
và sẽ có thêm các bác là hai cái bộ cán này nữa, hai bộ cán để các bác lắp vào hai cái đầu chổi này này, hai bộ cán này này. Để em lấy bác con. Hàng thì bên em gửi đi thì sẽ lắp vào rất là kỹ rồi. Đấy, đây. Đó, hai bộ cán này và đi kèm thêm cho các bác là 8 miếng các bác nhá, 8 miếng cả 8 cái miếng xốp lau nha các bác nhá, 8 miếng xốp lau. Đấy, 8 miếng xốp lau là về là các bác tha hồ thoải mái các bác lau luôn. Đấy. Nói chung là các bác mua cái bộ này về thì em thấy so với tầm giá thì nó quá là rẻ luôn và cũng như là các bác sử dụng rất là đa năng luôn. Đây, một cái bộ sản phẩm như trên hình trên video nó quay đây. Đấy, sẽ gồm có là một cái thùng chứa nước này và có hai ngăn đây nhá, hai ngăn để các bác tách nước bẩn, nước bẩn, nước sạch hay nước sạch này. Đấy. Rồi là 8 miếng lau nhá, 8 miếng lau. Hai cái bộ cán chổi nhá, hai cái bộ chổi nhà các bác nhá, hai bộ chổi. Đấy, ví dụ như là mình có thể là lau trên nhà một bộ này, mình lau dưới bếp một bộ này, mình không bị chung nhá, không bị chung. Đôi khi là các bác lau ở trên nhà xong mình lau xuống dưới bếp nó lại bị bẩn cái thảm này. Đấy thì mình lau riêng ra, trên nhà mình lau một cái chổi, dưới bếp mình lau một cái chổi, mình chỉ việc là sử dụng chung cho một cái thùng này thôi. Đấy, rất ok luôn. Đấy, dùng chung ok. Còn hai cái này mình dùng riêng ra. Đấy. Ví dụ như là dưới bếp hay có dầu mỡ thì mình lau riêng ra, các nhà lau riêng ra. Đấy, đến lúc mình lau trên nhà mình có một cái chổi riêng rồi thì rất là sạch. Đấy, đi về là các bác chỉ việc là tháo ra, sau đó các bác lắp đặt thôi. Đấy, lắp đặt mình kia em đang lắp đặt kìa. Đấy, lắp đặt. Thì đây. Đấy, thì em đang lắp đặt đây. Đấy. Thì lúc nào mà dùng ấy thì ở đây nó có cái miếng dính này. Đấy, các bác lấy cái miếng thảm này các bác dính trực tiếp vào cho. Dính trực tiếp vào đây. Đó, các bác dính vào cho. Đấy là ok luôn, các bác lau nhá. Lau cực kỳ sạch luôn. Con này nó dài khoảng tầm 30 cm, lau rất sạch nhá. Đấy, các bác lau sạch sẽ những cái phần cặn bẩn gạch đá qua thứ này. Đấy, nó có thể bẻ các hướng các kiểu luôn này. Đấy, bẻ các hướng các kiểu luôn. Xoay gầm, lau trong gầm, lau ở sàn nhà, những các thứ là ok. Đấy, chuẩn bị Tết nhất các bác lau nhà, lau cửa dọn dẹp rất là nhiều thì các bác mua cho em cái bộ này về. Nói chung là so với tầm giá là 160.000 sở hữu cho em cái bộ này thì cực kỳ uy tín luôn. Đấy, chổi lau nhà tách nước nhá, giá sẽ là 160.000. Đây. Nói về cái nguyên lý động tách nước thì nó sẽ như nào? Thì nó sẽ gồm có là hai ngăn nhá, hai ngăn. Đấy, có cả quai sách này rất ok này. Hai ngăn nhá, thì về các bác sẽ cho em một cái ngăn bên này này. Ngăn bên này thì các bác sẽ cho nước này và một ngăn này các bác sẽ để không nhá. Thì khi mà các bác lau, đầu tiên là các bác sẽ dúng nước cho em. Đấy, các bác cho dọc cái chổi đi. Đấy, cho dọc cái chổi đi này. Đấy, các bác cho dọc cái chổi đi này. Sau đó các bác cho đây. Đó, cho đây nhá. Các bác lựa vào đấy thì các bác nhúng nước vào đây, các bác nhúng nước vào đây. Đấy, các bác nhúng nước vào đây nhá. Nhúng nước vào đây này. Đấy, các bác nhúng nước vào. Sau khi mà các bác nhúng nước vào đây xong thì các bác cho vào đây. Đấy, cho đây các bác nghiêng cho cái chổi, các bác nghiêng cho cái chổi nó cái phần chổi nó sát vào đây này. Đấy, sau đó các bác rút lên rút xuống. Thì cái con này nó có chức năng là vừa vắt vừa tách hết những cái phần cặn bẩn này. Các bác nhìn cái phần răng chưa? Đấy, nó sẽ cào hết những cái bẩn ở cái tấm này đi. Và khi mà nó đã cào sạch rồi thì các bác lôi các bác lau. Đấy, lau bẩn rồi thì các bác lại cho đây, các bác lại sục cho em một lần nước vào đây. Đấy, và bắt đầu là các bác lại cho sang cái ngăn này. Các bác lại tách nước lại cho em lần nữa này, tách hết những cái phần bẩn ở cái miếng cũ đi. Đấy, các bác cho đây các bác tuốt. Các bác nhá, như kiểu tuốt, như kiểu các bác cầm một cái miếng gì các bác gạt ấy. Đấy thì cái này đúng như thế, cho đây các bác gạt này. Tách này. Tách hết sạch những cái nước cái cặn bẩn ở cái miếng này ra này, sau đó các bác lại lôi các bác lau, có thế thôi. Quy trình hoạt động đúng như thế. Là sẽ gồm có là hai bên, một bên là chứa nước sạch đấy để các bác rũ qua đi. Đấy, sau khi mà rũ qua xong rồi các bác cho sang cái bên này. Các bác tách hết những cái phần cặn bẩn còn lại đi. Đấy, và bắt đầu là các bác lôi ra các bác lau, có thế thôi nhá. Rất là sử dụng rất là hay, rất là thông minh. Cái này nó là cái dòng sản phẩm đời mới của 2023 đó nhá. Đấy, mới ra trong cái dịp Tết năm nay. Đấy thì em về cái mã này nó rất ok đấy. Em thấy giá hợp lý mà sản phẩm dùng ok. Đấy, 160.000 sở hữu cho em là hai cây chổi như này. Đấy, hai cây chổi như này, hai cây chổi nha. Lại còn đi được kèm thêm cho các bác là 8 miếng lau, 8 miếng lau để về các bác thoải mái thay thế luôn. Rồi là một cái hũ đựng nước này nữa mà giá nó chỉ có 160.000 thôi. Bình thường là các bác cứ ra thị trường đang bán bộ này rơi khoảng tầm là đi 200 cho đến 250.000 bộ luôn. Đấy, các bác cứ check giá thoải mái luôn, giá nó rất là bình dân, hạt rẻ nhá. Đấy rồi, chổi lau nhà tách nước nhá, 160k đây em cho bác xem một cái video thực tế về sản phẩm này. Đây nhá, các bác cùng xem thực tế về sản phẩm này. Chiếc chổi lau cực kỳ sạch luôn nhá. Đấy, có thấy không, lau sàn lau xiếc rất sạch luôn này. Đấy, khi mà các bác lau bẩn xong thì là bắt đầu là các bác cho vào cái ngăn giặt này. Đấy, cái ngăn giặt là cái ngăn ngăn là cái ngăn nó có cái phần phần đây này, ngăn giặt ở ngăn này này. Đấy, các bác cho là các bác tuốt nhá, tuốt thì nó sẽ sạch bong đi. Đấy, tuốt các bác giặt qua em lượt đi, sau đó các bác cho sang ngăn vắt. Đấy, ngăn vắt nó sẽ vắt sạch hết khô nước cũng như là
những cái phần cặn bẩn nó sẽ vắt sạch đi. Đấy. Rất ok nhá. Đấy, là nó vắt cái là gần như là kiệt nước rồi, và các bác lại cho ra các bác lau thế thôi. Đấy, mình cứ làm quy trình là vắt xong là giặt xong là mình vắt vắt hết những cái cặn bẩn đi, bắt đầu là mình cho ra mình lau, có thế thôi. Lau rất sạch sẽ luôn. Lau gầm, lau cạnh, lau kẽ các thứ giờ rất là ok nhá. Đấy, cái này nhà em đang xài mà dùng ok lắm. Nói chung là uy tín. 160.000 thôi. Đấy, được bằng đấy sản phẩm thì nói chung là giá nó quá là tốt rồi. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác cái mã hàng đó là cái bộ rổ hai lớp này. Bộ này sẽ gồm có là 6 món nhá, bộ này gồm có 6 món. Nhiều bác hỏi cái mã này lắm này thì đây. Mai về cho bác cái mã này đây. Và em báo giá luôn, bên em đang bán một cái bộ rổ hai lớp 6 món như này với giá sẽ là 80.000 một bộ nhá. Đấy, 80.000 bộ này sẽ gồm có là 6 món nhá. 6 món thì đây. Nó sẽ bao gồm là ba cái rổ nhá, ba cái rổ. Ba rổ này. Ba rổ và ba cái chậu nhá, ba cái chậu, và nó thiết kế là theo dạng là nó sẽ lồng vào nhau. Đấy, ví dụ như là bộ nào nó đi với đồ đấy này. Đấy, rổ nào là nó đi với cái chậu đấy có nhá. Đấy thì đây. Nó sẽ đi với nhau có nhá, đi nhau đây, ví dụ như là cái con to nhất này, đấy, con to nhất. Có thước lắm nhỉ. Đây như con to nhất em đo thử bác coi này, con to nhất của nó là vào 30 luôn này. Đấy, con vừa vừa này, con vừa vừa là vào 25 này. Cái con nhỏ nhất thì là vào 20 này. Đấy, nói chung là ba cái sản phẩm này là các bác về xài ok rồi. Đấy. Là các bác vừa có rổ để các bác đựng rau này, vừa có chậu để các bác đựng nước này. Nếu mà vì mà mình có thể rửa xong thì ví dụ như các bác hay để ra nhà thì nước nô thứ ra nó hay bị trang ra nhà, thì các bác lồng cho em vào đây. Đấy, mình rửa rau, rửa cỏ các thứ xong, đồ ăn nước xong, các bác để đây xong thì nó sẽ róc nước luôn vào cái rổ này, rất là tiện dụng luôn. Đấy, thì nó sẽ gồm có là bộ ba cái rổ hai lớp nhá. Đấy, thì cứ lên mã cho em sẽ là cái bộ rổ hai lớp nhá, 6 món. Giá của nó sẽ là đi 80.000 bộ. Hàng là đi hàng của Việt Nam nhá, hàng của Việt Nam. Đấy, sản xuất tại Việt Nam này. Rổ hai lớp nhá, hàng này của công ty Việt Nhật. Đấy, Việt kết hợp với Nhật sản xuất nên rất là cứng cáp chắc chắn. Đấy, thành phần thì là nhựa PP. Nhựa PP thì rất là an toàn, yên tâm với sức khỏe rồi. Đấy. Kích thước nó có đầy đủ thông tin sản phẩm, nó có đầy đủ ở trên tem nhãn mác sản phẩm luôn nhá, nên các bác yên tâm dùng ok luôn. Đấy, chắc chắn lắm. Con này nhựa nó là dòng nhựa PP này thì nó là siêu dẻo ạ, siêu dẻo. Các bác rơi vỡ các thứ là đập phá thoải mái cho em luôn, ok luôn nhá. Đấy, nó chỉ có 80.000 một bộ thôi. Giá nó quá bình dân. Bình thường là các bác mua một cái rổ giá nó rơi vào tầm mấy chục nghìn rồi. Đây bỏ ra mà có 80.000 mà sở hữu cho em là 6 món luôn. 6 món là bao gồm là 3 rổ 3 chậu nhá. Và 3 rổ 3 chậu này là nó có thể lồng vào lại thành được ba cái món như này. Đây, đấy. Còn khi mà các bác tách ra thì nó sẽ thành 6 món luôn, 3 rổ 3 chậu. Đấy. Chậu thì mình đựng nước đựng cái đồ nước các thứ rồi. Còn rổ thì các bác có ví dụ mình để rửa rau rửa cỏ các thứ là những cái đồ cần rửa thì mình cho đây mình rửa, rồi ví dụ như mình có thể lồng vào nước nồi các thứ là nó bị rơi vãi linh tinh nhá. Đó. Dùng xong là các bác xếp gọn mà nó rất là ngăn nắp ok như này thôi. Đó. Bộ rổ hai lớp có nhá, bộ rổ hai lớp 6 món. Giá của nó sẽ là đi 80.000 nhá, 80.000. Lên mã cho em sẽ là cái bộ rổ hai lớp 6 món, giá 80k. Bộ này tiếp theo thì lên cho bác đó là cái dụng cụ để các bác xoay eo này, để các bác tập thể dục này. Đó, về chuyên về sức khỏe thứ này. Đấy thì các bác nào bụng to, eo to, các bác muốn thon gọn, đẹp. Đấy rồi là muốn tập cho sức khỏe tốt này. Đấy các bác mua cho em cái này về. Đó là cái dụng cụ để các bác xoay eo nhá. Thì các bác chỉ việc đứng ở đây sau đó các bác lắc đi lắc lại nhá là ok. Thế thôi. Đó thì em báo giá luôn. Cái này bên em đang gửi bác giá của nó sẽ là 40.000 một cái này. Các bác cứ lên mã cho em sẽ là cái dụng cụ để xoay eo nhá, xoay eo. 40.000 một cái. Đó. Ở cái phần này nó có mấy cái lỗ gai này. Đấy, mấy cái gai này để về các bác sử dụng thì khi mà các bác đứng lên nó vừa xoay vừa đỡ trơn trượt, mà thứ hai là nó tạo cái cảm giác massage bàn chân nhá, massage cái khu vực bàn chân bác. Bàn chân là rất nhiều những cái dây thần kinh. Đấy, rất nhiều dây thần kinh thì các bác massage vừa tập thể dục luôn, rất ok. Đặc biệt là cái massage cái phần mà lòng bàn chân nhá. Đấy, giúp tốt cho sức khỏe. Đấy, các bác chỉ việc đứng lên các bác xoay em này. Đấy, các bác cứ xoay đi xoay lại này thôi. Đấy, vừa tập eo, tập thon. Đấy, rồi là dáng đẹp, dáng khỏe nhá. Đấy, bụng đỡ mỡ các thứ đi, rất ok. Đấy, tốt cho sức khỏe nhá. 40.000 một cái này thôi. 40.000 một cái này. Đấy, các bác đứng thoải mái luôn. Con này chắc khỏe lắm. Đứng thoải mái. Hai người đứng luôn, khỏe cực kỳ. Đấy, và xoay rất là êm nhá. 40.000 một cái này. Lên mã cho em xem cái dụng cụ để các bác xoay eo tập thể dục nhá. Sản phẩm tiếp theo cũng là một cái dụng cụ về nhà bếp này. Các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái vỉ gác chảo rán nhá. Các bác cứ lên mã cho em sẽ cái vỉ gác chảo rán. Cái này thì bên em đang gửi bác giá của nó sẽ là đi 40.000 một cái này. Cái này thì chất liệu bằng inox 304. Đấy, 40.000. Cứ lên mã cho em sẽ là cái vỉ gác chảo. Đấy, phi 28-30. Giá sẽ là 40.000 một cái vỉ gác chảo này nhá. 40.000 đây. Em bóc cho bác xem một cái luôn này. Cái này dùng hay lắm.
Về thì các bác đặc biệt là những cái món chiên rán, những cái món dùng nhiều dầu mỡ, các bác muốn để cho nó ráo dầu thì các bác mua cho con này về. Đấy, mua cái này về sau đó là các bác gác nó lên, dùng tiện kia luôn. Đấy, gác nó lên và mỗi lần mà các bác rán, mỗi lần đây em lấy cái chảo em ra đây, mỗi lần các bác rán nấu xong là các bác đấy, thì các bác rán xong các bác gác nó lên đây, thì khi mà gác đây thì cái dầu nó sẽ ráo xuống, nó sẽ khô dầu, nó đồ ăn thức uống nó đỡ bị dầu mỡ, nó đỡ bị ngấy nhá. Đấy thì đây đấy, con này cái chảo em đang là chảo phi 28 này, là các bác để vừa khít luôn. Ngoài ra thì có thể để được những cái chảo là phi 30 luôn. Đây này, cỡ của nó từ phi 28 đến phi 30 nhá. Đấy, hàng inox loại 1 xịn sò, ok chắc chắn luôn, rất là dày. Đấy, rất là dày, ok luôn. Vỉ gác chảo rán nhá, vỉ gác chảo rán 40.000 cho một cái này. Đấy, chỉ có 40.000 một sản phẩm thôi. Về dùng cực kỳ tiện luôn, dùng gia đình hợp lý. Đó, để cho em. Mỗi lần rán giết dầu mỡ thứ xong rất nhiều dầu, để cho em. Đấy, nó ráo dầu sau đó mình bày ở đĩa là quá ok luôn. Đấy, có thể tháo rời ra mình dùng xong là vệ sinh sạch sẽ ok. Lúc nào dùng mình lôi mình để nhá, tiện cực kỳ. Đó, di động ok. 40.000 cái này, vỉ gác chảo nhá. Đó, các bác lắp thoải mái này, không lo dơ này, rất chắc chắn luôn. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác, đó là cái kệ xe đẩy 4 tầng này. Đấy, hàng đồ gia dụng cao cấp, hàng của Việt Nam nhá. Đó, thì cái này em báo giá luôn. Điền nhỉ? 80.000 các bác nhá, 80.000 một cái kệ xe đẩy 4 tầng nha. Đấy, chỉ có 80.000 thôi. Về các bác về dùng mình lắp vào mình để đồ thứ rất là tiện luôn đây. Em mở ra bác coi. Thì về các bác cứ lấy ra thôi, hàng của nó nguyên hộp nha. Nguyên hộp này. Đó. Về các bác mở, các bác lấy ra xong các bác kép vào xem là các bác xài, các bác sử dụng thôi. Đây các bác đợi chút để em lắp và em quay cho bác coi nhá. Đây nha các bác nhá, cái kệ 4 tầng khi mà lắp vào nó sẽ như này. Đấy, nó sẽ thành 4 cái tầng. Đó, thì về các bác lắp chính cái trống vào. Nó có lỗ sẵn rồi, các bác chỉ việc lắp vào thôi, cái này dễ dùng không mà, dễ lắp không mà. Đấy, bên dưới thì sẽ 4 cái bánh xe. Đấy, thì khi mà lắp xong rồi thì bắt đầu các bác ngửa nó lên. Đấy, để nó xuống thì nó sẽ thành một cái kệ nhà rất là tiện này. Đấy, các bác để những đồ lặt vào đây cũng ok luôn. Đó, tiện cực kỳ mà cũng chắc chắn lắm. Đó, đây 4 cái tầng thoải mái các bác để luôn nhá. Khá là rộng, đây em sẽ đo cho bác về kích thước này. Đây, đo cho bác về kích thước nhá. Con này chiều dài của nó sẽ là đi 39-40 này, 40. Chiều rộng của nó là đi 22 nhá, 22. Và chiều cao để em đo cho bác chiều cao. Chiều cao của nó từ bánh xe hất lên là 62 cm nhá. Đấy, 62. Đó, 62 cm. Nói chung nó khá là vừa vừa để các bác xài sử dụng gia đình, để những đồ lặt vặt cũng thoải mái luôn. Đấy, chắc chắn được kỳ. Đó, mà giá thì cũng rất là hà rẻ bình dân. 80.000 nhá, 80.000 một cái này thôi. Các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái kệ xe đẩy 4 tầng nhá, 4 tầng luôn. Hàng của gia dụng của Việt Nam nhá, 80.000 một cái kệ xe đẩy 4 tầng này. Đấy, 80.000 một cái. Giá rất là rẻ bình dân mà rất chắc chắn ok. 80.000 cái này về các bác xài sử dụng. Đó, rất tiện dụng các bác nhá. Rắc nguồn 5 ra 12V nhá. Đấy thì hôm nay tiếp tục hàng về. Cái này thì giá bên em vẫn đang để giá tốt bác luôn. Giá của nó sẽ là đi 20.000 nhá, 20.000 một sợi thôi. Đấy, thì cái cổng nguồn vào của nó sẽ là cổng USB và cái cổng ra của nó đây. Đấy, chân ra của nó sẽ là chân 12V nhá. Đấy. Thì nó sẽ kích được là từ 5V. Đấy, các bác chỉ cần dùng cho em cái cục sạc này. Đấy, cục sạc điện thoại ấy. Về các bác có cục sạc điện thoại các bác cắm vào cho em. Sau đó là các bác cắm trực tiếp vào điện 220. Đó thì nó sẽ kích lên là 12V các nhá. Đấy, để ví dụ như các bác dùng cho những cái cục wifi này, camera này. Đấy, nó bị hỏng cục nguồn thì các bác có thể mua cái này về các bác thay thế. Hoặc là các bác muốn dùng một cái nguồn 12V. Đấy, công suất nó ví dụ như mình chạy đèn chạy vừa vừa thôi. Đấy, các bác dùng cho em cái dây này cũng thoải mái luôn. Đây để em đo cho bác xem điện áp của nó ra này. Đấy, để em đo cho bác xem điện áp nó ra nhá. Ra chuẩn đét 12V luôn. Đấy, cái này em bán cực kỳ nhiều rồi. Nói chung là thôi cái này em quay nhanh cho những bác nào chưa biết thì em quay cho bác thôi. Vì cái này em bán khá nhiều. Đây coi nhá, đây. Đấy, 12.28V này. Đấy, 12.28V nha, em đang đo này. Đó. Thì nó sẽ đẩy lên được là điện áp 12V. Đấy, thì em chỉ cần dùng cái cục sạc của Samsung 5V này. Các bác cắm vô, cắm vào trực tiếp vào điện 220 thì nó sẽ đẩy lên 12V nhá. Đấy, thì các bác cứ lên mã giúp em sẽ là cái rắc nguồn 5V. 5V ra 12V nhá. Đấy, 5V ra 12V. Thì một cái rắc này bên em đang gửi bác là 20.000. Đấy thì bữa trước đang bán hết hàng, hôm nay thì hàng nó tiếp tục về. Đấy thì bác nào mà chưa mua được thì hôm nay tranh thủ chốt luôn với em. Đó, 5V này, 5V ra 12V. 20k nhá, 20k. Đấy, 20k một sợi nha các bác nhá, 20k một sợi. Ngoài ra thì bên em có bán thêm cái cục sạc. Đây cái cục sạc này là cục sạc 5V đây này. Cục sạc chân USB thì các bác có thể là về
sạc cho điện thoại các thứ giờ, hoặc là các bác có thể cắm cái dùng cái dây này. Đấy thì em vừa cắm tiết đó bác đấy. Thì cái cục sạc này thì bên em đang gửi bác là 30.000 một cục nhá. Các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái cục sạc của Samsung. Đó, 30.000 nhá, 30k một cái cục sạc của Samsung này. Và nguồn 5V đấy, nguồn 5V. 30.000 một cục nhá, cục sạc Samsung. Tiếp theo thì một cái mã hàng cũng vừa về xong, đó là cái mã chuột không dây. Đấy thì đang bán nó cũng hết hàng thì hôm nay hàng tiếp tục về này. Cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái dòng chuột không dây. Có sẵn cả pin tích điện bên trong luôn nhá. Cái này về các bác chỉ việc dùng thôi. Và mỗi lần mà hết pin thì các bác lại lôi ra các bác sạc cho em. Đấy như kiểu điện thoại như mình ấy. Lên mã giúp em sẽ là cái con chuột không dây. Chuột không dây thì bên em vẫn giữ giá bác luôn là 90.000 cho một con chuột không dây này. 90.000 một con nhưng mà dùng cực kỳ chất lượng luôn. Pin cực kỳ trâu nhá. Đấy, bình thường các bác mua những cái con chuột không dây ở ngoài thị trường ấy, những cái dòng mà các bác mua về các bác lắp pin vào ấy, nó cực kỳ là nhanh hết pin luôn. Các bác nếu mà các bác dùng nhiều chỉ 1-2 ngày là lại phải thay viên pin mới, nó rất là mất thời gian, thứ hai là tốn kém. Thì các bác mua cho em cái con này, giá của nó thì cũng chỉ có 90.000 một con thôi. Đấy, cũng gần như là tương đương với những cái con kia. Nhưng cái con này hay của cái là nó sẽ có sẵn một viên pin ở bên trong rồi, là cái pin, và cái pin này của nó sẽ là cái pin tích điện nhá. Và đây là cái cổng sạc của nó này. Khi mà hết pin thì các bác lại mang ra các bác cắm sạc này. Đấy, cắm sạc thì các bác có thể dùng cái củ sạc Samsung em vừa quay, các bác cắm vào. Và các bác cắm vào đây các bác sạc cho nó. Khi nào mà các bác sạc đầy pin thì các bác lại mang ra dùng. Nếu mà các bác nào dùng ít thì bao cho bác khoảng tầm 15 đến 20 ngày các bác mới sạc một lần. Pin của nó cực kỳ trâu luôn. Đấy, 15 đến 20 ngày các bác dùng sạc một lần luôn. Hoặc có khi các bác nào dùng ít phải đến 1 tháng mới dùng sạc một lần. Pin nó rất là trâu nhá, pin rất trâu luôn. Đó thì 90.000 một con này. Con này thì dễ dùng lắm. Về các bác mở cho máy lắp này ra, cắm trực tiếp cái lấy cái này, con chip này ra, các bác cắm vào cái chân USB của máy tính này. Đấy, và cái phần này thì các bác bật on lên cho em. Đấy, nó sẽ sáng đèn lên. Và cứ thế là các bác điều khiển, các bác di chuyển thôi. Có thế thôi. Đây, con lăn cái thứ rất là nhạy. Bấm rất là êm, không có tiếng kêu thứ luôn, rất là ok. Đấy, giá 90.000, hàng xịn, hàng loại 1 thôi nhá, chứ không phải hàng vớ vẩn đâu. Nên là các bác yên tâm đi, hàng có bảo hành cho bác luôn. Những cái dòng này các bác về mà có dùng vấn đề gì, pin nó nhanh hết hay là nó không hoạt động thứ, các bác cứ báo nha. Nhưng mà cái này bên em bán nhiều lắm, hầu như là 100 con ngon luôn, cả 100 con luôn. Đấy, không có lỗi lầm gì đâu. Đấy, nên các bác yên tâm nhá. Chuột không dây 90.000. Đấy, bữa trước bác nào mà chưa mua được mà vẫn muốn mua, đấy thì hôm nay chốt nhanh với em nhá. Đấy, hàng lại vừa về được ít thì em quay nhanh báo giá luôn bác này. Đây nhà em cũng đang dùng được nhá. Đấy, cũng đang dùng đây. Thì về các bác lấy con chip này, các bác cắm trực tiếp vào cái cổng USB của máy tính này. Đấy, và các bác chỉ việc bật chuột lên và sau đó là các bác di chuyển, các bác bấm có thế thôi. Nó rất là dễ dàng sử dụng nhá. Đó. Và pin nó cực kỳ trâu. Khi nào hết pin thì các bác lại cắm vào cái chân sạc vào cho em này. Đấy, cắm vào cái chân sạc này. Đấy, và các bác sạc một lần dùng có khi phải đến nửa tháng hoặc là cả tháng luôn. Pin rất trâu, các bác không cần phải thay pin nhá. Vì trong này là nó có sẵn một viên pin tích điện rồi, không cần phải thay pin hay gì nào cả. Nó rất là dùng, nó rất là tiện đấy nhá. Đấy, nó là dòng chuột đời mới, dùng rất ok. Đây, trơn tru mượt mà này, các bác nhìn này, tay di chuyển này. Đấy, rất ok đúng không nhá. Rồi, 90.000 một con chuột không dây quá nhá. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác, đó là cái mã đèn học tích điện này. Đấy, đèn học tích điện nhá, rất là hay. Đấy, bắt đầu đang vào mùa học hành này. Đấy, các cháu nhà mình hay học này, rồi ví dụ như là mất điện mất đóm các bác mua về rất là tiện. Rồi ví dụ như các bác trong công việc các bác hay di chuyển nhiều, các bác cần một chiếc đèn di động thì các bác mua con này là một cái sự lựa chọn mà rất là hợp lý. Đó, một chiếc đèn học có tích điện nữa nhá, có tích điện luôn. Đấy, con này nó có tích điện, nó có pin sẵn bên trong này rồi. Và khi nào mà hết pin thì các bác lại mang ra các bác sạc. Đây là cái chân sạc của nó này, nó sử dụng cái nguồn sẽ là nguồn DC 5V nhá. Đấy, về nó có cái dây cáp sạc đi kèm, các bác cắm vào đây. Đấy, và các bác sạc cho nó, khi mà sạc đầy thì mình lôi ra mình dùng. Hết pin thì các bác lại lôi và mình sạc có thế thôi. Đấy, và đây là nút on off bật tắt này. Đấy, nó sẽ có on off ở đây. Và một cái hay nó là cái nút cảm biến nhá. Đây nó có nút cảm ứng này. Đấy, rất là hay. Có 3 chế độ sáng, 3 chế độ màu này. Đây bấm cho bác coi này, chế độ màu trắng này, chế độ màu vàng này. Đấy, màu vàng thì khi mà các bác sử dụng học tập nó đỡ mỏi mắt này. Đấy, chế độ ánh sáng cả trắng cả vàng nhá. Đấy, 3 chế độ luôn, rất hay. Đấy, trắng này, vàng, trắng vàng lẫn lộn này. Đó, đèn thì khá là sáng luôn. Về các bác xài sử dụng là quá là ok rồi cho một con đèn học tích điện này. Đấy, thì về các bác cứ để bàn này thôi. Đấy, và ở đây con này nó có thể bẻ được cả cái kiểu này ra này. Đấy, bẻ được cả cái chẽ của cái đèn này ra để các bác điều chỉnh cái độ sáng, hướng sáng cho nó phù hợp để các bác sử dụng nhá. Đấy, có thể là ngửa lên này, cúp nó xuống này. Đấy, rồi là khi nào mình dùng mình có thể mang đi mang lại thì mình có thể là mình gập gọn là mình mang đi mang lại khá là tiện luôn. Ngoài ra thì nó có một cái ống nữa để các bác dắt đằng sau. Đấy, thì về các bác dắt đằng sau này cho em này. Đây, các bác mở ra, dắt đằng sau cái này cho. Để ví dụ như mình có cái bút biếc các thứ rồi thì đây cái này dắt ngược rồi. Đấy, các bác có cái bút biếc các thứ rồi thì các bác cắm vào đây. Đấy, có bút, có những cái đồ dùng
các thứ giờ thì đó thì các bác cắm vào đây cho em. Đây ví dụ như này đó, các bác cắm vào cho em xong đấy thì đây tổng quan một chiếc đèn học tích điện nhá. Thì các bác cứ lên mã cho em xem cái đèn học tích điện đấy, đèn học có pin tích điện sẵn luôn, giá của nó sẽ là đi 70.000 nhá, 70.000 một cái thôi đấy. Cái này thì cũng đang bán hết hàng, thì cũng rất nhiều bác hỏi cái mã hàng này, thì hôm nay hàng nó tiếp tục về này, đèn học tích điện nhá, đèn học tích điện 70k nhá, 70k cho một chiếc đèn học này, chỉ có 70.000 thôi, có cả chế độ các chế độ sáng rồi là tích điện các thứ rồi. Đấy, đèn khá là sáng ok luôn. Rồi, 70k một cái này. Sau đó tiếp theo thì em lên luôn cho bác, đó là cái bộ nạo 14 món này, lâu lâu quay cho bác cái bộ này, bộ này xịn cực kỳ này, dùng rất hay luôn nhá. Đó, con này nó rất nhiều chức năng IO. Đây, đấy cho bác coi. Trong này nó nhiều thứ lắm. Nạo các kiểu này. Đầu tiên là sẽ có một cái bộ rổ này. Đấy, bộ rổ bên trong này kèm là một cái nắp nhá. Đấy. Đây thì các bác đậy lên đây. Đấy, và các bác mở cái nắp này ra. Ví dụ như các bác muốn thái hạt lựu ấy, thái hạt lựu thì các bác cho cái hoa quả đây, các bác ấn em xuống này. Đấy thì nó sẽ ra cái khuôn cái hình hạt lựu này này. Đây con nhìn này. Đấy cái khuôn hình hạt lựu để các bác thái hạt lựu nhá. Rồi. Đấy là hạt lựu to, ngoài ra có cả hạt lựu nhỏ này. Đấy, các bác muốn hạt lựu nhỏ thì các bác lắp lên vào, tháo cái cụ ra, tháo này ra, các bác lắp cái hạt lựu nhỏ này vào này. Đấy. Rồi. Nhiều cái hay lắm. Ngoài ra có cả phần nạo này. Đây, đây là cái phần nạo này. Này nó sẽ có bào sợi này, bào lát này. Bào sợi to, sợi nhỏ này, bào kiểu dạng chà chà này, đấy như kiểu dạng củ mai có nhá. Thì về các bác cứ lắp vào thôi. Đây, cái nạo này thì các bác lắp lên trên này cho. Bác tháo cái này ra. Đó, cái nạo này thì các bác lắp bên trên nhá, cái nạo nhỏ này thì các bác lắp bên trên. Đó, ví dụ các bác muốn thái lát này, các bác lắp nó vào đây. Đó, các bác lắp vào đây cho. Là ok có thế thôi. Đó, các bác lắp vào đây này. Sau đó các bác đẩy cái quả là xong. Đây có cả cái phần để các bác tách lòng trứng, lòng lòng trắng lòng đỏ đó, các bác tách với nhau, cái này tách lòng trắng trứng này. Đó, rồi nó có một cái phần cài. Cái này ví dụ này, bình thường là các bác cứ hay dùng tay các bác đẩy mà chẳng may nó có chạm vào đây nó đứt tay nhá, thì các bác cho cái củ quả vào đây. Đấy, sau đó các bác sau này các bác vào các bác nạo này, đấy nó đỡ bị vào tay nhá, cũng rất là thông minh luôn. Đây các bác cùng xem video thực tế về sản phẩm này. Đấy, về thì các bác dắt cái view dắt cái củ khoai tây đấy, các bác cứ thấy các bác nạo này nó rất là tiện nhá. Lại còn được free ship đấy, các bác nhìn thấy em nạo rất là nhanh nhá. Đấy, khoai này thái được ra này, cái các miếng miếng mỏng dính như này thì thái bình thường ấy, cái tay mình thái bình thường ấy làm sao mà nó mỏng như này ạ? Đây 14 chi tiết nhá. Này bao gồm này, ba cái để mình thái hạt lựu, thái hạt lựu to, lựu nhỏ này, hai cái để mình thái sợi, sợi to, sợi nhỏ, một cái để mình lấy lòng trứng này, một cái để mình thái hoa như này đấy. Các bác nhìn xem đẹp cực kỳ, mỗi lần chiên rán lên chẳng có bắt mắt ạ. Mà cái bộ nạo của nhà em nhá thì được làm từ những ABS rất là dày dặn, chứ không phải là cái hàng trôi nổi mọc dính ở ngoài chợ đâu ạ. Khi mua về nha mọi người còn được kèm thêm một cái ở phía dưới này, một cái bộ rổ như này, mỗi một lần mình thái xong này mình có thể mang đi rửa trực tiếp luôn, tiện cực kỳ. Đây ở phía cuối này, nếu như mình nạo ấy ở phía cuối ấy, thì mình rất sợ nó bị nạo vào tay đúng không ạ, nhưng mà cái bộ này của nhà em thì nó kèm thêm một cái để mình rũi vào đấy, mình rũi được cái củ quả vào đây này, xong bắt đầu mình lia đấy, tiện cực kỳ và dễ, đơn giản, giá chỉ có mấy chục nghìn thôi, còn được phơi đi ship đến tận nhà. Thực tế về sản phẩm nhá, giá bộ này thì em báo giá luôn, bộ này bên em gửi bác giá của nó sẽ là 90.000 một bộ nhá. Các bác cứ lên mạng em sẽ cái bộ nạo 14 món nhá. Đây bộ nạo 14 món này, 14 món trong một cái set này thì là đi 90k. Đấy, bộ nạo 14 món, nạo 14 món dùng gia đình cái thứ là rất là hợp lý luôn, dùng cực kỳ tiện nhá. 90.000 cho một bộ thôi, chỉ có 90k, chất liệu bằng nhựa ABS cao cấp này, những cái lưỡi các thứ này nó rất là sắc nhá, dùng rất là thích luôn. Đấy, chọn một bộ này là 90.000 nhá. Lên mã thì em sẽ là cái bộ nạo 14 món nhá, 90.000. Sau đó tiếp theo thì em lên cho bác đó là cái bình nước Việt Nhật 3 lít rưỡi này. Cái bình này nó có vòi rất là hay, các bác cứ lên mã em sẽ là cái bình nước 3,5 lít, nó có vòi có nhá, nó có cái vòi đi kèm luôn rất là hay. Giá của nó thì em báo luôn chỉ có 40.000 một cái thôi. Đấy, bình 3 lít rưỡi, chất liệu bằng nhựa Việt Nhật, hàng Việt Nhật này, nhựa PP nhá, hàng cao cấp, hàng công ty nhựa Việt Nhật sản xuất, hàng Việt Nhật em yên tâm về chất lượng rồi, dùng cực kỳ là bền, an toàn. Đấy, cũng như là hàng của người Việt đó nhá, nên dùng rất ok. Đây, nó sẽ gồm vào một cái bình nước này. Đấy, thì đi kèm là một cái nắp đấy, và có đi kèm với bác là một cái vòi.
Thì về cái vòi là về thì các bác tháo cái chuôi ra này. Đấy, lấy trong cái rong một cái rong ra, còn các bác để lại một cái rong này. Đấy, các bác lắp vào đây chưa? Lắp vào đây và các bác cho cái rong này vào. Và bắt đầu là các bác siết trong con ốc này vào. Xong rồi nó con ốc này. Đấy, các bác siết nó vào. Đấy, các bác siết nó vào thì nó sẽ thành một cái bình nước để có vòi nhá. Thì bình thường là các bác cứ phải mở nắp ra, các bác múc nước nó rất là ấy, đặc biệt là ví dụ nước ngọt các thứ là các uống nó mất vệ sinh. Thì các bác sau khi các bác pha nước vào đây xong, đấy, cho đá nước vào xong rồi, đậy cái nắp nó kín đá mà ok. Đấy, mình có thể là để trong tủ lạnh cũng rất là ok luôn này. Đấy, để trong tủ lạnh thoải mái luôn. Và lúc nào dùng thì các bác mở cái vòi ra, có thế thôi, rất là ok nhá, tiện cực kỳ luôn. Đấy, cái này thì em gửi bác giá chỉ 40 ngàn một cái thôi. Các bác mua đâu được cái bình nước này chỉ 40 ngàn, hàng này hàng nói chung là bên em nhập tận gốc nên bán bác giá cũng rất tốt luôn. Đấy, 40k một cái nhá, bình nước có vòi. 3 lít rưỡi nhá, 3 lít rưỡi dùng gia đình cũng thoải mái rồi. 40 ngàn một cái này. Sau thì lên luôn cho bác đó là cái lọ xay tiêu này. Các bác cứ lên mã cho em sẽ cái lọ xay tiêu nhá, xay hạt, xay tiêu thứ rồi. Các bác về cho tiêu vào đây cho em. Đó, sau đó các bác xay thôi. Con này thì hướng dẫn các bác xài luôn nhá. Đó, à trước khi hướng dẫn thì em báo giá luôn. Các bác cứ lên mã cho em sẽ cái lọ xay tiêu. Lọ xay tiêu này bên em đang giảm giá xả kho, giá chỉ còn có là đi 40.000 thôi, 40.000 cho một cái lọ xay tiêu nha, 40.000 một lọ xay tiêu nhá, giá rẻ giật mình luôn. Hướng dẫn các bác xài luôn nhá, phần dưới này của nó là thủy tinh này, phần trên này của nó là inox này. Thì về các bác mở che mát nắp ra, đó, lột kim lông ra này. Sau đó là các bác cho tiêu vào đây, đấy, các bác cho tiêu vào đây cho em nhá, cho tiêu vào đây cho em. Sau đó các bác lại xoáy cho em lại cái nắp này vào, xoáy cái nắp này vào, đấy. Cái này em hướng dẫn quay các bác dùng luôn nhé, không nhiều khi các bác là nhiều bác đến là không biết dùng nhiều. Đấy, hướng dẫn các bác này, các bác chú ý cái đoạn này nhá. Đấy, các bác mở trong cái nắp này ra, mở cái nắp này ra, một tay các bác cầm vào đây, một tay các bác cầm vào cái phần chóp của nó này, cái phần đỉnh chóp này, một tay các bác cầm vào cái phần thủy tinh này. Đấy, và các bác cứ thế các bác quay. Đấy, thì khi mà các bác dốc ngược lên, cái phần tiêu nó sẽ lăn xuống dưới này và nó lăn vào cái phần cối xay này, và cứ thế là tiêu nó vỡ ra thôi, tiêu nó vụn ra, nó vỡ ra và nó sẽ rồi ra, có thế đâu các bác nhá. Đấy, và khi nào mà mình xay xong thì mình lấy cái nắp này mình đậy vào. Và một cái mẹo nhỏ là khi mà các bác xài, các bác cho tiêu vào đây rồi, các bác muốn bảo quản nó được lâu thì các bác bỏ cho em cái lọ này vào trong tủ lạnh. Lúc nào mà dùng thì các bác lôi ra. Đấy, lúc nào mà không dùng nữa các bác cứ cho vào trong tủ lạnh. Tiêu nó giữ cái hương vị rất là tốt và thứ hai nó không bị mốc tiêu nhá. Đó, rất ok. Rồi, lọ xay tiêu bên em đang gửi bác là 40.000 nữa nhá. 40.000 một lọ xay tiêu này. Chất liệu bên dưới là thủy tinh, bên trên này là inox, rất bền bỉ, đẹp chắc chắn. Đấy, về mình xay tiêu, xay hạt rất tiện dụng luôn. Đó, 40k một hạt, một cái. Nó xay tiêu này thì mình cứ ăn đến đâu mình xay đấy thì rất là thơm. Đôi khi các bác cứ xay trước ấy, để nó lâu nó mất mùi thơm. Nhưng mà mình cứ ăn đâu mình xay đấy nó rất là mùi thơm, nó giữ rất là lâu quá mà ăn nó ngon quá. Đó, xay tiêu nhá, 40.000 một cái lọ xay tiêu nha. Tiếp theo thì lên với bác đó là cái mã hàng kính bơi này. Đấy, kính bơi về cho các bác hay đi bơi này, hay đi tắm biển này, đi bơi sông bơi suối này. Đấy, các bác cần một chiếc kính để các bác bảo vệ cái đôi mắt của mình, đấy, không bị nước vào này. Rồi ví dụ các bác muốn nhìn ở dưới nước này thì các bác đeo cái kính này vào cho em. Đấy, nó có cả những cái bịt lỗ tai rồi bịt mũi thứ cả dây đeo đằng sau luôn nhá. Đấy, thì một chiếc kính bơi này bên em đang gửi bác giá của nó thì cũng rất là hạt rẻ bình dân thôi, 20.000 có nhá, 20.000. Lên mã cho em sẽ là sản phẩm là kính bơi nhá, kính bơi 20k cho một chiếc kính bơi nha. Đấy, chỉ có 20.000 thôi, giá rất hạt rẻ bình dân. Đấy, người lớn trẻ em đều đeo được hết luôn nhá. Đấy, nó có cái dây chun ở sau có thể điều chỉnh theo cái kích cỡ khuôn mặt, kích cỡ đầu của bác để các bác đeo cho nó vừa thì thôi nhá. Đó, 20.000 một chiếc kính bơi nha. Đấy, hàng vẫn còn mới nguyên trong vỉ nhân luôn, 20k một cái. Sản phẩm pin 9V thì cũng nhiều bác hỏi này, thì bên em vẫn có hàng để phục vụ bác nhá. Thì các bác cứ lên mã cho em sẽ cái sản phẩm là cái viên pin 9V. Đấy, pin 9V này. Đó, rất xịn sò. Đấy, nhiều bác cũng hỏi cái này và cái pin này cũng lắp được rất nhiều thiết bị khác nhau này, mic miếc các thứ này, rồi là nhiều những cái thiết bị nó dùng cái con pin này này, rất là hay luôn. Thì các bác cứ lên mã cho em sẽ là sản phẩm là pin 9V. Bên em đang bán một quả như này sẽ là 10.000 nhá, 10.000. Đây, lên mã cho em sẽ là pin 9V. Đó, pin 9V này, pin 9V. Đấy, một quả sẽ là đi 10k nhá, 10k một cái viên pin 9V. Đấy, một quả là 10.000. Đó, về các bác sử dụng lắp đặt. Đấy, công suất sẽ là 9V nhá. Đấy, 9V. 10.000 một quả đó nhá. 10.000 một quả pin 9V. Sản phẩm tiếp theo thì lên luôn cho bác đó là cái bộ mic không dây. Cái bộ này thì em cũng quay khá là nhiều thì thôi hôm nay em quay nhanh bác luôn. Lên mã nha, sẽ cái bộ mic không dây nhá. Đấy, bộ này thì giá của nó sẽ là 550.000 một bộ và bao ship cho bác tận nhà luôn. Cứ lên mã nha, sẽ là cái bộ mic này, bộ mic không dây. Đấy, mic không dây hai cái nhá. 550k. 550k và bao ship tận nhà bác luôn. Đó, bao ship ưu đãi, bao ship bác luôn.
mic không dây. Đấy, bộ sản phẩm sẽ gồm có là hộp này, đi kèm là hai mic nhá, hai mic. Hàng này đi của thương hiệu Shure, made in USA. Đấy, đây là một con mic này. Tiếp theo nữa là một con nữa này. Đấy, hai con này, hai con mic này, hai mic cầm tay không cần dây nhá. Đấy, không cần dây. Đó thì cái này hướng dẫn các bác xài luôn nha, về các bác tháo cho em cái nắp đuôi ra. Đó. Các bác lắp pin vào đây, đi kèm này nó sẽ có pin luôn. Đấy, pin này nó sử dụng cái pin này là pin 18650 nhá. Cái pin này là khi mà hết điện thì các bác có thể sạc đại và các bác dùng được nhiều lần. Bình thường là các bác mua những con mic không dây ấy là cái pin của nó chỉ có dùng cái pin con thỏ ấy, các bác dùng xong là các bác bỏ đi luôn. Nhưng con pin này rất hay là các bác lắp vào cho em và khi nào mà hết pin thì các bác lại cắm sạc vào đây. Đấy, rất là thông minh là nó có cả cái lỗ cắm sạc này. Các bác không cần phải tháo pin ra cả, chỉ việc lắp pin vào sau đó hết pin thì mình mang là mình cắm sạc thôi. Thì đi kèm này sẽ có cả cái dòng cọng dây cáp sạc này, thì về các bác cắm vào cái củ nguồn, cái cục sạc điện thoại nhà mình ấy, các bác cắm chung với cục sạc điện thoại là các bác cắm vào đây. Đấy, và các bác sạc cho cái con mic này có thế thôi. Đấy thì đi kèm sẽ có hai mic này, một đi kèm cả pin cho hai mic luôn. Đấy, pin là pin sạc nhá, pin 18650 nhá. Đấy. Rồi là một cái thiết bị để các bác kết nối không dây này. Đấy, vì nó là mic không dây nên nó phải có một cái thiết bị kết nối, đó là cái cục kết nối như này, cũng anten kết nối này. Thì cái cục anten này các bác cắm trực tiếp vào cái bộ dàn cái âm ly nhà các bác thôi. Đấy, và các bác bật on off lên cho em. Đấy, ở đây nó có nút on off bật lên này. Và một cái cổng sạc nữa luôn. Cái này nó cũng dùng pin luôn nhá, cái con này nó cũng dùng pin luôn. Đấy, dùng pin luôn thì về các bác cũng lấy pin ở trong này luôn. Đấy, bên em có gửi kèm cả pin luôn. Các bác lắp vào. Đấy, và đấy nó sẽ có báo đèn luôn này, các bác cắm vào âm ly và tự động nó sẽ kết nối với nhau luôn. Và ở đây nó sẽ có cổng sạc. Đấy, bình thường là những cái dòng kia là các bác dùng pin là chỉ dùng được một lần thôi, là các bác phải bỏ pin, các bác thay pin khác, nhưng pin này, bây giờ là nó dùng cái pin này rồi, cái pin tối ưu rồi. Cái pin này là các bác có thể sạc được nhiều lần. Đấy, và đây, ở đây nó có cả lỗ sạc luôn này. Nghĩa là ba cái này nó đều có lỗ sạc luôn. Dùng hết pin thì mang ra sạc có thế thôi, không cần phải thay tháo hay gì lằng nhằng cả. Chỉ việc là mang ra sạc, sạc đầy pin lại mang vào dùng có thế thôi. Nó như điện thoại các bạn. Đấy thì chọn một cái bộ này là 550.000. Và cái bộ này bên em bán khá là nhiều rồi, các bác cũng rất nhiều bác khen. Đấy, bảo bộ này hát cũng khá là hay. Đấy, rồi là chất âm tốt, bắt bắt khỏe. Đấy, sóng khỏe bắt tốt nhá. Đấy thì các bác cứ lên mã giúp em sẽ là cái bộ mic không dây, hai mic này. Đấy, hai mic và cả một cục thu này nữa là 550.000, và bao gồm là kèm đầy đủ cả pin phụ kiện đầy đủ đi kèm cho bác luôn rồi. Là một bộ, chọn bộ này là 550.000 một bộ các bác nhá. Đấy, hàng của thương hiệu Shure, made in USA. Đấy, thấy không? Đó. Một cái sản phẩm đời mới, sản phẩm thông minh, toàn những cái dòng sản phẩm tối ưu cho bác thôi. Đấy, nó dùng rất là dễ dùng nhá. 550.000 một bộ nhá, mic không dây. Sản phẩm tiếp theo thì lên cho bác đó là cái dụng cụ cho bác sử dụng gia đình này, rồi là thợ thuyền cũng ok luôn. Đó là cái bộ dụng cụ 11 món nhá, bộ dụng cụ 11 món, rất là nhiều thứ luôn. Đó thì cái bộ này nó là gồm những cái thiết bị cơ bản để các bác xài sử dụng gia đình này, sửa chữa điện đóm này, đồ dùng đồ gia đình nhà mình này. Đấy, dùng có búa này, mỏ lết này, rồi là kìm này. Đấy, thước đo, dao giấy, bút điện này, rồi là băng keo điện này, lục giác này, rồi là tô vít các kiểu các loại luôn. Đấy, và đi kèm cả một cái hộp nhựa nữa, về các bác xài sử dụng gia đình là cũng ok. Đấy, nói chung là so với mức giá là 100.000 bên em đang bán cho các bác bộ này thì giá nó quá bình dân luôn, mà dùng cũng khá là tiện. Đôi khi là lắm lúc là mình cần ấy, có là mình có cái là mình xài luôn. Đấy, bình thường là các bác không có là có phải đi mượn mõ thứ rất là mất công phiền. Đấy, nhưng đây là có cái là mua cái bộ này về là cứ vứt đấy. Đấy, đôi khi lắm lúc mình cần ấy, có cái là dùng luôn. Thực ra cũng không phải là lúc nào cũng dùng được ạ. Đấy, lắm lúc là mình cần sửa hay là lúc đấy mới là cần. Đấy thì có cái bộ này chống cháy cũng khá là ok. Đấy thì các bác lên mã giúp em xem cái bộ vít cái bộ dụng cụ, hộp dụng cụ 11 món này. Đấy. Bộ V11 đi. Dụng cụ 11 món nhá. Giá của nó thì 100.000 bộ thôi. Đấy, chỉ có 100.000 bộ này. Đấy, hàng cũng mới keng luôn nhá. 100k. Đấy, hàng bãi xịn sò ok. Đựng trong chiếc hộp này. Đấy, dùng xong rồi các bác cứ cho vào hộp trước này, các bác cất đi. Gọn gàng ok, không lo vấn đề cả, hoặc có thể xách mang đi mang lại ok luôn. Bộ vít bộ dụng cụ 11 món nhá, 100.000 một bộ này các bác nhá. Tiếp theo thì lên cho bác đó là cái đồng hồ kẹp dòng. Đấy, chuyên cho bác nào mà làm thợ thuyền này. Đấy, dùng con này cũng ok luôn. Đấy, đó là mã đồng hồ kẹp dòng. Con này của thương hiệu Niti này. Đấy, Niti, một trong thương hiệu cũng khá là nổi tiếng chuyên về những cái đồ kẹp dòng này. Đấy, con này ngoài kẹp dòng thì mình có thể đo dòng, đo điện.
rồi là đo vôn, đo kế, đo ampere, đo thông mạch các thứ, là đo cả nhiệt độ luôn nhé. Đấy, con này có cả đo nhiệt độ luôn đây này. Sản phẩm thì sẽ gồm có là một thân đồng hồ này. Đây các bạn đợi chút để em bóc các bác coi. Đấy, một thân đồng hồ, đây là cái kìm kẹo nó này. Đấy, một thân đồng hồ. Trên này thì sẽ có các chế độ khác nhau. À, độ C này, hẹc này, đo ôm miếc các thứ này. Đấy, cái này thì A này, NCV này, on off. Đấy, cái này thì về thì các bác nào thợ thuyền các bác chuyên hơn, chứ còn cái này thì thực ra cũng không phải thợ nên cũng không chuyên lắm. Đó, hai cái cổng cắm kết nối dây vào là các bác xài thôi. Đó, đây là cái phần kẹp kìm nhá. Ở đây thì sẽ có là một cái que để các bác về đo nhiệt độ này. Đấy, về các bác đo nhiệt độ, các bác cắm ở đây các bác kẹp để các bác đo nhiệt độ này. Rồi là một cái que này các bác đo điện thứ này. Đấy, cái này cái kim châm này và đi kèm cả pin luôn. Đấy, có cả pin thì về các bác tháo nắp vít ra, các bác lắp pin vào xài luôn nhá. Đấy thì các bác cứ lên mã giúp em sẽ cái mã đồng hồ kẹp dòng. Cái mã này thì cũng nó cũng là hàng quốc dân thôi, khá là nổi tiếng mà nhiều người dùng, mà sản phẩm dùng nó bền, nó chắc chắn mà. Đấy, mà đo chính xác nhá. Đấy, của NGTI này thì cái thương hiệu này thì cực kỳ nổi tiếng rồi, nên các bác yên tâm đi. Đó thì các bác lên mã cho em xem cái đồng hồ kẹp dòng nhá. Đấy, đồng hồ kẹp dòng, cái đồng hồ đo điện kẹp dòng này, giá của nó thì sẽ là đi 230.000 nhá, 230k một chiếc, và bây giờ em sẽ bao ship cho bác tận nhà luôn. Đấy, đồng hồ kẹp dòng 230.000 một chiếc đồng hồ này. Đấy, bao ship cho bác tận nhà, giá quá tốt và hợp lý luôn. Đấy, bác, đó là cái cây kìm kẹp hàn này. Đấy, lâu lắm thì nó mới lại có hàng trở lại nhá. Đó, cây kìm kẹp hàn 800A nhá, để về cho bác chuyên cho bác thợ hàn này, rồi các bác sử dụng gia đình cũng quá ok luôn nhá. Đấy, một con tay kìm kẹp que hàn đấy. Đấy, thì các bác cứ lên mã giúp em sẽ là cái kìm kẹp que hàn. Đấy, để chuyên cho bác dùng để hàn xì. Đấy, thì về các bác chỉ việc lắp dây vào đây, nó có đi ốc, cả ốc đi kèm này, về các bác tháo cái chuôi ra. Đấy, tháo mấy con vít này ra, tháo chuôi ra, đấu lắp dây vào cho em là xài thôi. Đấy, con này chân khâu đồng này rất dày rất to luôn nhá. Đấy, tiếp điểm tốt. Đó, không lo mua ve các thứ đâu. Và cái phần ngạp này của nó, cái lò xo nó cũng đẩy rất là căng. Đấy, bóp cũng rất là chắc tay nhá. Đấy, và thiết kế chất liệu toàn bộ bằng nhựa chống cháy, chống cao cấp này. Đấy, phần này phần nhựa chống cháy luôn này, cứng như kiểu là dạng sắt luôn này. Đấy, rất bền, cầm rất chắc tay, chắc chắn luôn. Đó, con này rơi khoảng tầm hơn 20 cm. Đấy, nó khá là to, dài, chắc tay thôi nhá. Đấy, để chuyên các bác hàn thiếu các thứ rồi thì các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái kìm kẹp que hàn nhá. Đấy, kìm kẹp que hàn 800A. Đó, kìm kẹp que hàn 800A. Con này em báo giá luôn, bên em đang gửi bác giá sẽ là 100k một đôi cây kìm kẹp que hàn nha. Kìm kẹp que hàn để chuyên cho bác hàn xì nhá. Đấy, các bác hàn xì thợ cơ khí là hoặc là dùng gia đình là dùng con này cũng thoải mái luôn rồi. Đấy, 800A nhá, kìm kẹp que hàn nhá, 100.000 một cây này các bác nhá. Sản phẩm tiếp theo thì em lên cho bác đó là cái bộ vít V6 này. Đấy, một bộ vít này sẽ gồm có 6 cây nhá, để về chuyên cho bác sửa chữa điện tử, điện thoại này, máy ảnh, những cái thiết bị nhỏ nhỏ này, các bác dùng cái cây này rất là hay. Đấy, nó sẽ gồm có 6 cây, cả chân dẹt và cả cái chân ba ke. Đấy, đây, đầu cộng đầu trừ có đủ cả luôn này. Đấy, và quan trọng là cái đầu này nó có thiết kế cái kiểu dạng đầu xoáy nhanh này. Đấy, đầu xoáy nhanh để các bác xoáy nhá, các bác xoáy những cái đồ đồng hồ này, rồi là điện thoại, máy ảnh, những cái đồ nhỏ nhỏ là cần những con vít nhỏ đấy, các bác xoáy, các bác mua cái bộ này cho em rất hợp lý luôn, mà giá nó cũng rất bình dân thôi, chỉ có 30.000 một cái bộ thôi nhá. Thì các bác cứ lên mã giúp em cái bộ vít V6 nhá, bộ vít 6 cây đấy, V6 đấy, V6 này, bộ vít V6 gồm có 6 cây vít, giá của nó sẽ là đi 30.000 thôi, chỉ có 30.000 em bán giá xả kho, bán giá thanh lý cho bác luôn. Đó, bộ vít V6 nhá, bao gồm là 6 cây vít và đựng trong một chiếc hộp rất là nhỏ đẹp nha. Đó, ok, 30.000 một bộ nhá, 30k một cái bộ vít V6 nhá. Sản phẩm tiếp theo thì em cũng lên xả kho cái mã luôn. Đó là cái hộp ô tô đồ chơi cho trẻ em này, em báo giá luôn nhá. Cái hộp này thì hôm nay em cũng xả kho cái mã luôn, bữa trước đang bán là 150.000 hộp này. Hôm nay em xả bác thanh lý giá gốc luôn, giá chỉ còn có 80.000 thôi, 80k. Cứ lên mã thì em sẽ cái hộp ô tô đồ chơi, một hộp này là 30 xe ô tô, có các mẫu khác nhau nhá, rất là đẹp luôn. Các bác mua về cho các bé nhà mình sử dụng chơi này. Đấy, rồi là đấy, đây, đấy, 30 xe, rất nhiều xe luôn nhá, đem đổ cho bác coi này. Đấy, thoải mái cho các bé nhà mình chơi luôn. Nó là dạng xe thân nhôm luôn nhá, rất là chắc chắn, và có cả cốt luôn này. Đấy, có cả cốt luôn. Đấy, các bác kéo
kéo về sau này, đấy thả cái là xe nó chạy luôn nhá. Đấy có cả cốt kiếc rất là ngon lành, ok, thân nhôm rất chắc chắn đẹp, ok luôn. Đấy, một hộp này là 30 xe đấy, đựng trong chiếc hộp này, khi nào mà các bé thì mình chơi xong lại cho vào trong hộp, quá ok luôn. Đấy, một hộp này là 80.000 nhá, 80.000, bữa trước đang bán là 150.000 đấy, hôm nay em xả kho cái mã luôn. Đấy, hộp ô tô đồ chơi nhá, 80.000 hộp này, 30 xe thoải mái chơi. Đấy, về mấy cháu chơi chung với nhau luôn. Đấy, đua xe chiếc các mẫu xe lẫn lộn luôn nhá, rất đẹp, rất chắc chắn, chơi thoải mái luôn, 80.000 một hộp này. Sản phẩm tiếp theo thì em lên cho bác, đó là cái mã, đó là cái khăn lau tay treo tường này. Đấy, về các bác treo lên tường, treo lên cái khu vực căn bếp nhà mình. Đấy, rồi là những cái chỗ mà mình rửa bát rửa đĩa xong, đấy mình cần một chiếc khăn để mình lau tay luôn cho nó khô ráo sạch sẽ, thì các bác mua cho mấy khăn này về. Đây nó có cả cái móc đeo này, rất là tiện luôn nhá. Khăn thì bằng bông vải bông cực kỳ thấm hút nước nhá. Và cái này thì mình có thể tái sử dụng nhiều lần, khi mà nó bẩn thì mình có thể là mang ra mình giặt qua cái mình phơi khô, mình lại mang và mình xài lại được nhiều lần lắm nhá. Đấy, rất là tiết kiệm mà nó sạch sẽ, yên tâm. Đấy, về các bác chỉ việc treo lên các bác xài thôi. Đấy, mình cứ treo lên cái móc dán ở trên nhà mình ấy, treo lên. Đấy, treo mỗi chỗ mấy cái. Đấy, lúc cần cái là mình có cái mình lau tay luôn, hoặc là ví dụ lắm lúc mà đang làm bếp muốn nghe điện thoại các thứ giờ mình cứ phải chạy đi lấy những cái khăn khiếc lau rất là mất công, thì đây các bác mua cái này về các bác treo lên cho em, rất tiện dụng luôn nhá. Đấy, rất tiện dụng trong con bếp nhà mình, lau tay lau tiếc lau bát lau đĩa cũng ok luôn, bằng chất liệu bông rất thấm hút nước, tốt và sạch sẽ nhá. Lên mã giúp cho em sẽ là cái khăn lau tay treo tường, bên em sẽ bán nó combo là 3 cái một nha. Đấy, 3 cái khăn lau tay treo tường này, giá của nó sẽ là 20.000 thôi. Đấy, giá rất là rẻ bình dân. Đó. Lên mã thì em sẽ là combo 3 cái khăn lau tay. Đấy, 3 cái khăn lau tay treo tường này. Treo tường, giá của nó sẽ là 20.000 thôi. Đấy, 20k cho 3 cái nha. 20k 3 cái. Đấy. Bữa trước đang bán lẻ là 15.000 một cái, hôm nay em xả kho cái mã luôn. Giá sẽ là 20.000 3 cái nha. Đấy, combo khăn lau tay treo tường 3 cái, 20.000 cho 3 cái nhá, giá rất hạt rẻ bình dân luôn. Đó, hàng rất chất lượng, chắc chắn, có cả móc đeo đầy đủ luôn nhá. Chai xịt RB7 thì bên em lại tiếp tục có hàng trở lại nhá. Đấy, cũng rất nhiều bác hỏi thì hôm nay lại có hàng trở lại này. Lên mã em sẽ là cái chai xịt RB7 nhá. Hàng bên em bán thì cái dòng RB7 này thì rất nhiều mã hàng giả hàng nhái, các bác mua phải rất là nhiều rồi. Đấy, nhưng bên shop Tiến Hiền bên em thì cam kết với các bác là hàng chuẩn chính hãng 100%. Đấy, về mà các bác cứ dùng không được thì các bác cho các bác trả lại bên em, cho bác trả lại các bác, em nhé, em trả lại tiền cho bác luôn. Đấy, hàng cam kết chuẩn chính hãng 100% nhá. Đấy, bao dùng bao xài luôn. Nên là các bác mua dùng cẩn thận nhá. Đấy, các bác mua cẩn thận tránh phải hàng giả hàng nhái, còn hàng bên em là cam kết chuẩn chính hãng 100%. Đây các bác nhìn cái tem mác nó này. Đấy, nhìn nó rất là thật, nó rất là chuẩn, cũng như những cái dòng nhái ấy. Nhìn cái tem bên ngoài nhìn nó fake lắm, nhìn nó kiểu nó ảo ảo lắm, nhìn nó mờ mờ, nó không sắc sắc nét này đâu. Đây các bác nhìn này. Đấy, hộp nó lên lên các thứ rất là sắc nét luôn. Đấy, hàng chuẩn chính hãng vẫn được khác ạ. Đó thì cái này thì chắc là nhiều bác biết rồi, còn nhiều bác chưa biết thì cái dòng này là dòng chất bôi trơn đa dụng này. Về để các bác bôi và những cái con ốc vít nó bị gì xét, các bác muốn xoáy ra này rồi, ví dụ như là cửa kia các thứ nó bị kéo cả kéo kẹt này, các bác bơm vào để nó bôi trơn cho nó mượt mà động cơ nữa, rất ok, nó rất là hữu dụng luôn nhá, rất là tiện. Đấy, nói chung là dùng gia đình hoặc thợ thuyền. Đấy, gia đình nên có mỗi nhà một chai, lắm lúc mà mình xài mình rất là tiện luôn. Đấy, ví dụ cái nào kéo cả kéo kẹt nó không trơn tru, mình ra mình lôi vào mình xịt cho em phát là ok ngay, trơn tru ngon lành luôn. Đấy, thì các bác lên mã em sẽ là chai xịt RB7 nhá. Chai to thì bên em đang gửi bác giá của nó sẽ là đi 50.000. Đấy, chai nhỏ sẽ là 35.000. Đó thì các bác lấy chai nào có báo nha. Chai to 50, chai nhỏ 35. Chai to này của nó thì dung tích của nó sẽ là 493ml này. Đấy, 493ml. Còn cái chai nhỏ này của nó sẽ là dung tích sẽ là đi 247ml. Đấy, 247ml. Đấy, tùy nhu cầu nhá. Nhỏ này là 35.000 này, còn to này thì là 50.000 này. Đấy, đấy là cái chai CDL V7. Sản phẩm tiếp theo thì em lên cho bác, đó là cái bơm 2T. Hôm nay em cũng xả kho cái mã hàng này luôn. Đó, lên mã cho em sẽ là cái cây bơm 2T nhá. Hôm nay xả luôn cái mã này. Cái mã này bữa trước đang bán cho bác là hơn 200 đấy. Hôm nay em về cho bác mức giá này là rất là dễ mua luôn. Giá này gần như là giá tốt nhất thị trường luôn rồi. Đấy, thì các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái cây bơm 2T của Stanley nhá. Stanley Made in Japan, rất xịn sò, ok luôn. Cây này thì bữa trước đang bán bác là 280.000, nay về bác mức giá rẻ giật mình luôn, giá chỉ còn đang giảm giá, chỉ còn giá là 180.000 cho một chiếc bơm 2T này. Đấy, 180.000 một chiếc bơm 2T nhá, giá rất là rẻ. Đấy, bơm này ai mua được,
gia đình nào cũng cần có con. Đấy, các bác bơm xe đạp, bơm xe máy, bơm ô tô con cũng thoải mái luôn. Đấy, hàng của thương hiệu Stanley này, Made in Japan này. Đấy, con này thì nó là dòng bơm 2T nhá, 2 xi lanh nên là khi mà các bác bơm rất khỏe, vào rất nhanh, hơi rất khỏe luôn. Đấy, 2 xi lanh nhá. Phần thân bơm thứ này toàn bộ là bằng thép, đó, sơn tĩnh điện rất chắc chắn, có phần đế bơm thứ đầy đủ luôn. Đó, rồi là đồng hồ đo áp suất nhá. Rồi là dây bơm chống gập, chống gãy. Đây các bác có thể nhìn em bóp đây này. Đấy, các bác bóp gập cho em thoải mái này. Đấy, các bác thả tay ra cái nó lại về bình thường. Nó rất là đàn hồi, rất là bền luôn. Phần đầu bơm đây. Đấy, phần đầu bơm nhá, rất ok, xịn sò chắc chắn. Các bác cứ nhận hàng kiểm tra bơm test thử cho em thoải mái. Con này thì các bác có thể là bơm bằng tay. Đó, các bác có thể bơm bằng tay. Ngoài ra thì mình có thể là dùng chân các bác dặn được. Các bác có thể dùng chân các bác dặn. Đấy, dùng chân thì nó nhẹ nhàng hơn. Còn nếu mà mình lau chân thì mình có thể dùng tay mình dặn. Đấy, rất là tiện nhá. Chỉ việc cắm là các bác bơm thôi. Lượng hơi ra cực kỳ khỏe. Đây em ép hơi cho bác coi này. Đấy, em ép hơi này. Đấy, các bác bịt cho em cái lỗ này vào này. Đấy, khỏe lắm. Nặng dã man luôn. Đó, khi mà các bác ép hơi vào con này, ép hơi căng đét luôn. Đó, rồi. Thì các bác lên mã giúp cho em sẽ là cái bơm 2T nhá. À đây, cái con này khi mà dùng xong thì mình có thể gập gọn vào. Đó, gập gọn vào này, cài cái này vào, thế là nó sẽ khóa luôn. Và các bác có thể vứt trong cốp xe này, rồi để trong cốp ô tô thứ này. Đấy, rồi là có thể mang đi mang lại rất là tiện nhá. Rồi là sử dụng gia đình. Mình bánh xe các thứ hết thôi, xe đạp, xe máy, ô tô thứ thoải mái cho em luôn. Đấy, bơm vào là phê thôi, là đi thôi. Đó, thì con này đang được giảm giá xả kho nhá. 180.000 cho một chiếc bơm 2T như này. Đấy, thì các bác lên mã giúp cho em sẽ là bơm 2T. Đó, đang xả kho, giảm giá, giá rẻ, giá tốt nhất thị trường luôn, 180.000. Đấy, các bác nhanh tay vào việc chốt đơn luôn giúp em nhá. 180.000 một con bơm nha. Bơm 2T nhá, bơm 2 xi lanh. Tiếp theo là cái mã bóng đèn 3W nhá, tiếp tục về số lượng lớn để phục vụ các bác này. Đây. Sản phẩm này thì sẽ có công suất là 3W nhá, và ánh sáng của nó sẽ ánh sáng màu trắng. Sử dụng điện sẽ là điện 220 và cái đuôi của nó sẽ là cái đuôi xoáy phổ thông nhá. Đấy, sử dụng dòng chip LED siêu sáng rất là tiết kiệm điện. Các bác dùng những cái con bóng đèn 3W này thì cái công suất nó rất là nhỏ nên là cái tiền điện nó hết rất là ít các bạn. Đấy, nên là phù hợp các bác, ví dụ các bác lắp ở ngoài cổng này, mình có thể lắp ở chỗ cầu thang, đường đi lối lại, nhà vệ sinh, lắp những khu vực mà không cần quá nhiều ánh sáng, mình cần ít cái ánh sáng thôi. Đấy, gọi là có bóng đèn thôi là ok, là các bác xài con này cho em rất hợp lý này. Đấy. Công suất rất là nhỏ nên là tiêu thụ lượng điện năng rất là ít, là nên các bác xài rất là tiết kiệm điện nhá. Công suất 3W thôi nhưng mà cũng khá là sáng đấy các bạn. Đây em sẽ cắm test bác con này. Khá là sáng đấy nhá. Đấy. Đây đang lỏng một điện này. Đây em cắm test bác nhá. Nó khá là sáng đấy. 3W thôi nhưng mà rất là sáng. Đây. Đây các bác nhá. Đấy, 3W thôi nhưng mà cũng rất là sáng đấy. Đó thì ở đây. Đấy. Nó khá là sáng các bác nhá. Đó, về nói chung là phù hợp các bác sử dụng lắp đặt nhiều vị trí khác nhau nhá, mà cái công suất nhỏ tiết kiệm điện. Đó thì em hôm nay em báo cái giá xả luôn này. Bữa trước quả này đang bán là 15.000 một quả nhá, hôm nay em về với bác mức giá rất dễ mua luôn. Lên mã giúp cho em sẽ là bóng đèn 3W nhá. Giá của nó sẽ là đi 5.000 một quả nhá, chỉ có 5.000 một quả thôi. Đấy, 5k một quả bóng đèn 3W này. Đấy, 5.000 một quả bóng đèn 3W nhá, chỉ có 5.000 thôi. Giá rất hạt rẻ bình dân. Đấy thì chắc là cũng nhiều bác quan tâm đến cái đuôi đèn mà em đang xài nhá, thì đây. Cái đuôi này, này em giới thiệu luôn. Đấy, cái đuôi này về các bác xoay bóng vào này. Và các bác có thể bẻ ngang, bẻ dọc, bẻ các hướng các kiểu này. Và các bác có thể bật công tắc lò xo ở đây luôn. À, bật cái công tắc bật tắt đây luôn, rất tiện dụng nhá. Đấy, đây, rất tiện dụng luôn này. Thì cái đuôi này bên em đang gửi bác giá của nó sẽ là 30.000 một cái. Thì các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái đuôi lò xo nhá. Thì các bác có thể mua kèm thêm. Cái này đuôi này khá là hay. Mình có thể là di chuyển di động, mang đi mọi chỗ mọi nơi. Các bác thích dùng ở đâu thì các bác cắm vào đấy. Nó rất là tiện lợi, di động mọi chỗ mọi nơi, và ở đây nó tích hợp cả công tắc bật tắt đi luôn này, nên là rất là tiện nhá. Đó thì nên mã giúp cho em sẽ là cái đuôi lò xo. Đấy, đuôi đèn lò xo nhá, đuôi lò xo. Giá của nó sẽ là đi 30k nhá. 30.000 một cái đuôi lò xo này. Đấy, 30.000 một cái. Đó, rất tiện dụng nhá. Chỉ việc cắm điện vào này. Lắp bóng đèn vào, bật công tắc cái là lên, lúc nào dùng các bác tắt đi. Đấy, còn đây là cái ánh sáng thực tế của con 3W, nó cũng khá là sáng đấy. Đó, rồi. Bóng đèn 3W là đang xả là chỉ còn có 5.000 một quả thôi. Đấy, 5.000 một quả nhá. Các bác không nghe nhầm đâu, 5.000 một quả nha. Còn cái đuôi đèn lò xo này là 30.000. Vâng, thì chào bác nhá. Chào mừng các bác đã quay trở lại kênh nha. Đấy thì cái dòng mũ và thắt lưng thì hàng mới shop tiếp tục lại vừa về xong cập bến nhá. Đấy, hàng nóng hổi vừa về xong. Quay luôn lên báo giá cho bác luôn. Đấy, thì bác nào có nhu cầu về cái mã hàng này thì vui lòng liên hệ trực tiếp em nhá. Số điện thoại thì em đang để trực tiếp ở trên mình. Các bác gọi điện trực tiếp để em tư vấn và chốt đơn hàng. Đấy, dòng
thắt lưng và thắt lưng dù quân đội Mỹ và mũ của Mỹ nhá, rất chất lượng luôn. Đấy, em sẽ đi vào quay chi tiết và báo giá. À, cái này em báo giá luôn nhé, báo giá luôn cho bác biết luôn này. Đấy, thì bên em sẽ bán đồng giá luôn là mũ và thắt lưng, là bán đồng giá luôn là cứ 60.000 một cái, 60k. Đấy, thì các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là thắt lưng dù của Mỹ nhá, giá sẽ là 60.000, và mũ này bên em cũng đang bán đồng giá luôn với bác là 60k luôn, 60k. Đấy, mũ cũng 60, thắt lưng cũng 60 luôn. Đấy, thì các bác thích cái phong cách quân đội này. Đấy, phong cách kiểu dạng ngầu ngã quân đội này. Đấy, kiểu dạng chất này, thì các bác mua trong cái combo này, quá đẹp luôn. Đấy, đây là mũ nhá. Đấy, mũ dàn di cực kỳ đẹp, USA này. Đó, quá xịn luôn. Chất liệu 100% là cốt tông, có phần vải lưới này. Vải lưới các bác đội rất là thoáng đầu luôn nhá. Và có cái phần điều chỉnh đầu, cái cỡ đầu của bác nhá. Đấy, thì các bác về xem cỡ đầu mình như thế nào thì các bác điều chỉnh bằng cái miếng này. Đấy, nó có thể thu ra, thu nó kiểu cho thu vào và cho to ra được các bác nhá. Đó là điều chỉnh vòng đầu. Mũ thì lên form đội rất đẹp luôn. Đấy, mũ dàn di rất chất lượng nhá. Đấy, xào siêu thứ ok ngon lành luôn. Đường kim mũ chỉ rất nét, rất đẹp nhá. Mũ dàn di Mỹ, con này các bác đội thì cực kỳ chất lượng rồi, rất đẹp. Đó. À, giá là 60.000 nhá. Cứ lên mã giúp cho em sẽ là mũ dàn di. Đấy, mũ dàn di đang gửi bác là 60.000. Ngoài ra thì đó là dòng thắt lưng. Thắt lưng dù quân đội này. Đấy, cũng rất nhiều bác hỏi cái mã này thì đây. Nay hàng tiếp tục về, hàng cũng nguyên nguyên bịch nguyên túi mới căng luôn. Quá chất lượng gửi bác luôn nhá. Con này thì bên em cũng đang bán đồng giá luôn là 60.000. Đấy, các bác lấy cái nào được báo nhá. Đây, dòng thắt lưng của quân đội US này. Đấy, 1966 này, rất chất lượng luôn nhá. Con này thì các bác yên tâm về chất lượng rồi, riêng cái dòng này thì niên hạn em bảo hành cho bác 10 năm luôn, dùng không bao giờ lo hỏng nhá. Vì cái dòng dù này nó quá là bền, nó không có gì hỏng các bạn. Nó siêu bền luôn. Đây các bác nhìn này, dù rất dày mà nó bện đẹp cực kỳ luôn. Đấy, và cái phần đầu này bọc một cái lớp da để khi mà các bác xài nó không lo nó bị bung hay nó bị xù cái phần dù ra. Phần mặt thắt lưng này cũng rất đẹp luôn, mặt là mặt kim loại nhá. Và cái phần khóa lẫy cài, khóa cũng rất là dễ dàng sử dụng, rất là dễ mở, dễ đóng nhá. Thì các bác chỉ việc là xỏ dây thắt lưng vào này. Đấy, mở cái này ra, xỏ dây thắt lưng vào. Đấy, và các bác điều chỉnh cỡ, sập cái này xuống, thế là xong. Đấy, các bác giật cho em thoải mái luôn, giật thoải mái luôn nhá, cực kỳ chắc chắn. Và lúc nào các bác không dùng nữa, các bác tháo ra mở em ra, thế là xong. Rất ok, thao tác rất nhanh gọn mà rất dễ dàng sử dụng nhá, mà lại còn chắc chắn, đẹp, bền các bạn. Đấy, nói chung là đúng chất là ngon, bổ rẻ và bền luôn đấy, bền bỉ. Hàng của Mỹ thì yên tâm về chất lượng rồi. Đó, thì thắt lưng dù này thì thắt lưng dù dàn di của Mỹ nhá, bên em đang gửi bác giá sẽ là 60.000 một cái, còn mũ thì cũng là 60 luôn. Đấy, thì các bác cứ lấy cái nào thì báo cho em, hoặc các bác có thể lấy cả đôi này về xài được. Đấy, mũ là 60, thắt lưng 60 nhá. Rồi, qua nhanh với mã hàng tiếp theo. Tiếp theo thì một cái sản phẩm cũng rất nhiều bác mong đợi, đó là cái ổ hẹn giờ nhá. Ổ hẹn giờ đây em báo giá luôn này. Bên em đang gửi bác một cái ổ hẹn giờ là 50.000 một ổ nhá. Đấy, 50k một cái ổ điện hẹn giờ này. Đấy, 50k nhá. Đấy, nó gọi là cái ổ nguồn hẹn giờ. Đấy, ổ nguồn. Và có chức năng là hẹn giờ nhá, và nó khi mà hết cái giờ đấy là tự động sẽ tắt. Thì đây, cái này thì về các bác dùng nó nhiều thiết bị, ví dụ như là các bác sạc những cái bình ắc quy đời cũ ấy thì nó không có chế độ tự ngắt ấy. Thì các bác có thể dùng cái ổ này để các bác cắm vào, sau đó là các bác bấm thời gian này. Ở đây nó sẽ có là 12 tiếng này, 8 tiếng này, 4 tiếng này. Đấy, thì rất là ok nhá. Về các bác sử dụng để các bác hẹn giờ, để khi mà nó hết cái giờ đã tự động ngắt nhá. Thứ nhất là nó an toàn, không gây cháy nổ này, không gây chập cháy này. Đấy, ví dụ các bác có sạc bình ắc quy nhiều khi là, hoặc là các thứ rồi, các bác để mà chẳng may là các bác để nó quá giờ, nó nóng các thứ giờ ấy, là nó rất hay bị chập cháy, bị nổ nhá. Thì con này rất là dễ xài thôi. Một cái đầu nguồn này thì các bác cắm trực tiếp vào trong cái nguồn điện 220 cho em. Đấy đi, và các bác còn cái nguồn còn lại các bác kết nối với lại cái nguồn mà các bác cần xài. Đấy, sau đó là các bác bấm nút cho em. Đấy, bấm nút đầu tiên nó sẽ lên là số 4 này. Bấm nút số 2 nó sẽ lên là số 8, thì nó sẽ hiển thị cái đèn ở số 8 này. Bấm một lần nữa này, nó sẽ hiện lên số 12, thì hiển thị là trên số 12, tức là tương đương với lại 12 tiếng nhá, 4 tiếng, 8 tiếng, 12 tiếng nhá các bác nhá. Và các bác bấm một lần nữa thì nó sẽ ra điện liên tục luôn. Cái này thì nó, nếu mà nó sáng ba cái đèn này thì là điện sẽ vào liên tục nhá, không tự ngắt. Còn nếu mà các bác bấm mà nó chỉ hiện một số này, hiện một cái đèn ở từng số một, thì là hiện tại là đang ở cái số đấy, là trong bằng đấy giờ, là nó sẽ tự động nó tắt đi nhá, tự động nó sẽ ngắt cái nguồn điện nha các bác nhá, tự động ngắt nguồn điện. Đấy, thì về cái này nó xài cho khá là nhiều thiết bị khác nhau luôn. Đấy, đây cái giấy hướng dẫn sử dụng của nó này.
Hàng này thì cái công suất tối đa để mà khi mà các bác sử dụng cái sản phẩm này thì từ 500W trở về nhá. Đấy, các thiết bị điện từ 500W trở về là các bác xài ok. Còn nếu mà trên 500W mà xảy ra tình trạng cháy nổ thì bên em chịu nhá, không bảo hành cho bác đâu. Còn ví dụ như là các bác cắm các thiết bị là từ 500W là hoạt động thoải mái luôn. Nói chung là nó nếu mà các bác xài gia đình thì cũng không có quá nhiều thiết bị nào nó quá 500W đâu mà. Đấy, những cái thiết bị mà gia dụng như là quạt quậy các thứ giờ thì nó thường thường chỉ tầm vài chục watt cho đến 100W thôi, chứ không có nào lên đến 500W, trừ khi là các bác xài những cái dạng bếp từ hoặc là nồi cơm thì chịu. Đấy, còn ví dụ như các bác xài những cái sạc bình các thứ giờ hoặc quạt quậy thì cũng thoải mái quá nhá. Đấy, từ 500W trở về nhá. Giá của nó thì bên em đang gửi bác là 50.000 một cái ổ nguồn hẹn giờ này. Các bác cứ lên mạng em sẽ là ổ nguồn hẹn giờ. Hẹn được là 4 tiếng này, 8 tiếng và 12 tiếng nhá. Đấy, sau những cái giờ này thì các bác bấm ở giờ nào nó sẽ sáng giờ đấy và tự động sẽ ngắt đi nhá. Đây là rắc nguồn vào, đây là rắc nguồn ra và đây là cái nút bấm ở trên thân của nó. Rất ok luôn. Cái này thì bên em đợt vừa rồi em bán cực kỳ nhiều và cháy hàng luôn đấy. Và lâu lắm nó hàng có hàng trở lại này. Đây nó có cái đồng hồ hẹn giờ em. Đấy. 50k một cái nhá. Các bác cứ lên mạng em sẽ là cái ổ hẹn giờ. Đấy. Đang gửi bác là 50.000 một cái ổ điện hẹn giờ nhá, 50.000 một cái. Đây, kính lúp hàng vừa về để phục vụ các bác này. Các bác cứ lên mã giúp em sẽ là kính lúp có đèn báo nhá, kính lúp có đèn báo em báo giá luôn. 50.000 một cái kính lúp nha. Đấy, chỉ có 50.000 một cái thôi. Đấy, thì con này nó sẽ có tích hợp cả cái đèn báo. Thì về khi mà các bác muốn xài cái đèn báo này thì về các bác lắp cho em là 3 viên pin nhá. Nhớ giúp em là 3 viên pin con thỏ, cái pin cái pin 1.5V 3 chữ A, các bác lắp cho em 3 viên pin vào nhá. Đấy, 3 viên pin vào. Đấy là các bác xài thôi. Cái này thì bên em bán chỉ có nguyên kính không nhá, không có kèm pin đâu. Thì về các bác tự mua pin lắp vào. Cái giá này là giá chỉ có nguyên kính không thôi, không kèm pin. Đấy, nhớ cho em là chỉ nguyên kính không, không kèm pin nhá. Đấy, tránh tình trạng là đến nơi các bác bảo là không thấy pin đâu. Thì em báo luôn là bán chỉ có nguyên kính không thôi. Giá của nó sẽ là 50.000. Thì đây nó có đèn báo chợ sáng này. Đó, thấy không? Nó có cả một cái đèn chợ sáng. Đấy, ở đây nó công tắc nhá. Lúc nào mà các bác dùng thì các bác bật lên, không dùng thì các bác tắt đi, rất ok luôn. Đấy, rất tiện dụng là nó có tích hợp cả cái công tắc ở đây. Đấy, con này là nó có cả hai đèn luôn, hai kính luôn, một kính nhỏ này và một kính to này, và kính này thì nhìn cực kỳ rõ luôn. Đây, để em soi bác coi này. Đấy, kính nhìn rõ lắm. Đây này, đấy, kính nhìn rõ cực kỳ luôn. Đây để em test cho bác coi nhá. Con này nó phải lấy nét ở cái điện thoại cơ. Đấy, lấy nét ở cái điện thoại cơ thì nhìn nó mới ok được. Cái này là do cái điện thoại chứ còn bình thường các bác nhìn ở mắt ngoài là rất là rõ luôn đấy. Đấy. Đây em sẽ test cho bác coi này. Đấy, đây. Dí với cái là nét cứng luôn nhá. Đó, đây bỏ ra tái chữ nhỏ tí này. Đó, đây không? Nét ok luôn. Đấy, nhìn rất là to rõ ràng các bác nhá. Đấy, nhìn rất là to rõ ràng. Và con này rất là hay, nó có cái đèn báo này em tắt đi này. À, cái đèn chợ sáng này. Tay cái tối om nhá, bật lên cái này. Đấy, đấy, khi mà ví dụ như những cái lúc mà trời tối các bác muốn soi chét những cái đồ các thứ của mình, đấy là nó có một thêm những cái đèn trợ sáng này, 3 đèn luôn là nó hỗ trợ các bác soi sáng các thứ giờ để các bác soi cái kính lúp này vào rất ok. Đấy, soi vào những cái đồ vật thiết bị thứ nhà mình là rất ok luôn. Giá thì em báo giá luôn 50k nhá, 50k thì vẫn giá bình ổn bác luôn từ bữa trước đến giờ. Đấy, vẫn là 50.000 nhá. Lên mạng em sẽ là kính lúp có đèn trợ sáng nhá, kính lúp có đèn trợ sáng thì giá sẽ là 50k và em báo luôn là kính này là giá này là không có kèm pin nhá. Về là các bác tự mua pin lắp nhá. Còn bên em bán là chỉ nguyên kính không thôi là 50.000 cho một chiếc kính lúp nhá, có đèn trợ sáng nhá và hai kính này luôn, hai kính, một kính to, kính nhỏ luôn là 50k một chiếc nhá, kính lúp có đèn báo.